Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện Đam mỹ Tiểu muội. Hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện Nam phụ ác độc thì phải muốn gì thì làm. Thế giới 3, sau 2 năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay phần 4. Chương 31 cho nên nói, loại an bài này của thực nghiệm đổi một phương thức lý giải càng thêm thông thường hơn, còn không phải là tương đương với việc muốn đem vận mệnh của mọi người giao vào trong tay lẫn nhau sao? Không ít người theo dõi trên internet trong lòng đều trở nên câm nín có hình thức giảm hình phạt, kỳ thật giữa đại bộ phận bọn họ liền có thể ra ngoài nha. Có người nhanh chóng điều tra số lượng người lúc trước cùng cảnh ngục phát sinh xung đột tính toán một hồi thế nhưng vừa lúc là một phần ba người có tư cách tham gia đánh giá. Chỉ cần tên của bọn họ không xuất hiện ở trên danh sách như vậy một phần ba người này liền có thể rời đi trước tiên. Này hẳn là sẽ không khó lắm, ít nhất đem một nhóm người đưa ra ngoài trước, liền đại biểu bọn họ còn có hy vọng thoát ra, dưới loại hy vọng này, những người không được ra sớm phải ở lại tiếp 7 ngày sau cũng rất dễ dàng chịu đựng. Tôi cũng cảm thấy vậy, có lục bạch ở đó, bọn họ căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn, Omega này có thể một đánh 10 mà nhưng này chỉ là suy nghĩ của một ít những người theo chủ nghĩa lạc quan càng nhiều người khác đều hiểu rõ khen thường giảm hình phạt lần này chú định là sẽ thất bại những người này có lẽ ở thời điểm tiến vào thực nghiệm còn có thể nhận thức rõ ràng bản thân mình là một công dân tự do vô tội nhưng từ sau khi bọn họ ý thức được sự va chạm giữa các giai cấp trong tiềm thức của bọn họ liền đem chính mình trở thành tội phạm chân chính chỉ là cầm tù bọn họ không phải luật pháp của quốc gia mà là người lãnh đạo của tổ thực nghiệm mà thôi Huống chi, chưa từng có người nói với bọn họ, chỉ cần đừng để bị cảnh ngục trừng phạt, liền có thể ở một vòng sau giảm hình phạt, dựa vào cái gì những người đó có thể dựa vào loại may mắn thình lình xảy ra này liền được rời đi trước tiên. Không chỉ được ra sớm, mà còn nhận được thêm nhiều thù lao hơn, nếu như vậy, vậy đơn giản ai cũng không cần rời đi, đều lưu lại là tốt nhất. Quả nhiên, nhóm thực nghiệm đều bắt đầu điền tên vào trong bảng trả lời của khảo sát điểm duy nhất khác nhau chính là những người không cùng cảnh ngục phát sinh xung đột tên viết xuống đều là người từng phát sinh xung đột bởi vì bọn họ trái phải cũng không ra được không bằng liền lưu lại cũng không có vấn đề gì còn về phía những người từng bị cảnh ngục trừng phạt qua còn lại là không chút do dự viết xuống tên của những thực nghiệm giả không có phát sinh xung đột với cảnh ngục mà bên phía lục bạch hệ thống nhỏ giọng hỏi cậu ngươi tính toán viết ai lục bạch trực tiếp đem đề mục bỏ qua đây là một cái bẫy có ý gì, chấp pháp của ngục giam đúng là chấp pháp bằng bạo lực, nhưng là cũng có quy củ cố định, loại chuyện tố giác lẫn nhau này, bản thân nó liền không quá khoa học. Vì sao, này không phải cảnh ngục đưa tới sao, hệ thống vẫn là nghe không hiểu. Lục bạch nhịn không được thở dài, chính là bởi vì do cảnh ngục đưa tới, cho nên mới không thể tin tưởng nha. Ngươi có thể đi tra, tội phạm cưỡng gian có thể giảm hình phạt hay không? Có, lại còn có không ít, nhưng cái này lại có thể chứng minh cái gì? Chứng minh bài trắc nghiệm khảo sát này căn bản không có liên quan tới khen thưởng giảm hình phạt, nó là câu hỏi cử báo. Nếu có tư cách tham gia đánh giá tinh thần hay không, chỉ dựa vào bài trắc nghiệm khảo sát lẫn nhau liền có thể quyết định vậy những tên phạm tội cưỡng gian kia vĩnh viễn đừng nghĩ ra được tù, ngươi đừng quên, cái tội danh này ở trong ngục giam đặc thù chính là chân chính tầng chót nhất, mọi người đều xem thường kẻ đó, ước gì kẻ đó cả đời đừng đi ra ngoài, trở thành trò vui cho mọi người giải trí, ai sẽ cho phép kẻ đó làm đánh giá tinh thần? Đậu má, thật đúng là có chuyện như vậy, vậy câu hỏi khảo sát này rốt cuộc muốn làm gì? Cảnh ngục không có khả năng 24 giờ nhìn chằm chằm ngục giam, hắn liền dùng phương thức này để thu thập tin tức cùng hành động của những tên tội phạm ở thời gian hắn nhìn không thấy đó, lục bạch cười lạnh, ngươi nhìn đi, chờ sau khi khảo sát được giao lên, trách phạt của cảnh ngục cũng liền tới. Hệ thống chỉ muốn nói, này mẹ nó cũng quá chó rồi đó, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, vậy cái trò siếc này không phải chỉ có thể chơi một lần, lần thứ hai mọi người đều đã biết, khẳng định sẽ không mắc mưu à. Không, bọn họ vẫn sẽ dính bẫy như cũ, chỉ cần viết chữ lần đầu tiên, quan hệ giữa bọn họ liền vỡ vụn, mà tài nguyên trong ngục giam thiếu đến muốn mạng, nếu có thủ đoạn chính quy có thể làm rớt người cạnh tranh, bọn họ cớ sao lại không làm chứ. Cái tên phạm tội cưỡng gian kia có thể sống sót chính là nguyên nhân này a, à, bọn họ cũng không dám chơi quá lợi hại, bởi vì cảnh ngục sẽ không vì người cử báo là một kẻ phạm tội cưỡng gian mà xem nhẹ vụ việc. Hệ thống hậu chi hậu giác phản ứng lại, vậy sao ngươi cái gì cũng không biết? Lục Bạch đúng lý hợp tình, bởi vì ta là thực nghiệm giả, không phải là phạm nhân, ta ở chỗ này là vì phối hợp nghiên cứu thực nghiệm, ta nhìn thấu được trò mèo của cảnh ngục vì cái gì còn muốn phối hợp chơi trò chơi ngu xuẩn như vậy. Huống chi, lục bạch dừng một chút ta viết hay không viết cũng đều giống nhau, bởi vì mỗi người bọn họ đều sẽ đem tên ta viết ở trên đó. Hệ thống tức khắc giận đến nổ tung, mẹ nó, cái đám chết tiệt này, phía trước ôm đoàn dốc hết sức khi dễ ngươi thì thôi đi, hiện tại đến người cũng không muốn làm nữa à. Lục bạch cười, thấp giọng chấn an nó, không cần tức giận vì lũ rác rưởi ta đã có kế hoạch. Ngươi tính toán làm như thế nào, ta lúc trước đã cảnh cáo bọn chúng hai lần, nếu quên bản thân mình rốt cuộc là ai, vậy trực tiếp cút đi, ta muốn đào thải người, ánh mắt lục bạch không giấu vết xẹt qua trên người mỗi một thực nghiệm giả trong ngục giam còn đang múa bút thành văn điền câu hỏi khảo sát cuối cùng dừng ở trên mặt tên thực nghiệm giả sắm vai cảnh ngục đứng ở cách xa không xa. Trải qua thời gian gần một vòng, tên sắm vai cảnh ngục này đã có khác biệt rất lớn với lúc trước. Biểu tình trên mặt hắn không có kinh sợ, cũng không hề có cố tình hưng phấn cùng thô bạo, mà là trở nên càng thêm nội liễm, nếu không phải trong tay còn cầm côn điện, chợt vừa thấy liền rất có bộ dạng chính nghĩa vài phần, nhưng ánh mắt khi hắn nhìn nhóm tù nhân lại bán đứng hết thảy. Đây là loại ánh mắt khi nhìn ra Súc Lục Bạch có thể khẳng định tên cảnh ngục thực nghiệm giả này đã hoàn toàn bị nhóm cảnh ngục cũ đồng hóa, bảng khảo sát này chỉ để hắn bắt đầu bạo lực một cách hợp lý. Đặc biệt là nhằm vào Lục Bạch, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Omega to gan lớn mật này. Chính là omega này làm hắn ở ngày đầu tiên đã chịu vũ nhục cực đại. Ngay từ đầu, hắn đích xác cũng bởi vậy tiến hành khắc sâu rồi tỉnh lại, nhưng mấy ngày sau, khi hắn tận mắt nhìn thấy những omega khác trong ngục giam có thái độ lấy lòng đối với cảnh ngục, sự chênh lệch trong lòng hắn cũng càng lúc càng lớn nhóm những omega đó diện mạo xinh đẹp cũng không thiếu hơn nữa bọn họ lúc trước cũng đều là có chút hung danh nhìn bọn họ ở kỳ dịch cảm vì chút tin tức tố của alpha giống như giống cái ghé vào dưới chân nhóm cảnh ngục tên thực nghiệm giả sắm vai cảnh ngục này cũng không tự chủ được đem lục bạch mang nhập não bổ nếu hắn có thể nhìn thấy lục bạch thuần phục nhìn thấy một omega cường đại lại cấm dục như vậy quỳ gối dưới chân hắn này sẽ là loại khoái cảm như thế nào cho dù về sau đi ra ngoài cái gì cũng đều không chiếm được thì hắn có thể nhấm nháp lục bạch cũng đã là công huân ghê gớm nhất bởi vậy sau khi từ nơi nào của cảnh ngục cũ nghe được loại biện pháp này hắn trước tiên liền an bài cái âm mưu này hắn là cảnh ngục hắn có quyền trình báo giảm hình phạt cho bất cứ kẻ nào cho nên sự an bài của hắn không có gì đáng trách ngay cả tổ thực nghiệm cũng không thể ngăn cản hắn thằng chó này cũng đủ âm hiểm phòng điều khiển sở phồn nhìn tên cảnh ngục trong video mà phun ra một ngụm nước miếng sở nhiên lại trực tiếp phân phó người bên cạnh chuẩn bị kêu người thay thế bổ sung vào đi cái gì thay thế bổ sung cảnh ngục sao sở phồn không phản ứng lại kịp ở trong mắt hắn người sắm vai cảnh ngục là không cần thay thế bổ sung nhất dù sao loại hình này ở trong ngục giam có thân phận tương đối cao cũng rất khó thu được thương tổn gì trên thân thể cho nên ngay từ đầu sở phồn liền chưa tìm nhân viên thay thế bổ sung cho nhân vật cảnh ngục này vẫn là lục bạch dốc hết sức yêu cầu cuối cùng hắn mới cho chuẩn bị nhưng là hắn thật không nghĩ tới nhanh như vậy đã liền dùng tới rồi nhưng anh xác định gã ta sẽ nói ra từ an toàn sao sở phồn cũng đã nhìn ra tên sắm vai cảnh ngục này đích xác không hề thích hợp tiếp tục tham gia thực nghiệm nhưng là thực rõ ràng gã ta đã vô cùng hưởng thụ cái thân phận cảnh ngục này sẽ không chủ động rời khỏi sở nhiên lại khẳng định nói cho nên lục bạch nhất định sẽ đào thải hắn đào thải như thế nào buộc hắn nói ra từ an toàn sở nhiên hiểu rõ sự nhạy bén của lục bạch ở trước khi tiến hành thực nghiệm lục bạch đã nói qua với anh nhất định sẽ làm thực nghiệm cuối cùng thành công cậu sẽ chứng minh cho toàn thế giới cái gọi là năng lực cùng tâm trí và giới tính không có liên quan với nhau cho nên sở nhiên hiểu rõ lục bạch sẽ không để cái loại người đã hoàn toàn biến chất này tiếp tục ở lại trong thí nghiệm cậu sẽ là người đầu tiên đem kẻ đó đào thải mà lúc này mọi người trong nhà lao cũng đã đem câu hỏi khảo sát đều viết xong cảnh ngục từng bước từng bước thu lại đáp án của bọn họ thẳng đến khi đi đến giường ngủ của lục bạch hắn ngoài ý muốn nhận được một tờ giấy trắng mày đây là đang kháng nghị cảnh ngục mặt vô biểu tình chất vấn lục bạch liền đến liếc mắt cũng không nhìn hắn một cái trực tiếp trả lời tôi chính mình trong lòng không có vấn đề còn về người khác tôi cũng không biết tâm lý bọn họ suy nghĩ cái gì tự nhiên là không thể trả lời cảnh ngục vốn dĩ làm tốt chuẩn bị nếu lục bạch có một chút ý tứ phản kháng liền lập tức trừng phạt cậu nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lục bạch thế nhưng lại có trật tự nói xong lý do mà cái lý do này hắn căn bản không có cách nào phản bác bởi vì căn cứ vào biểu hiện của vòng cổ mà lục bạch mang theo lục bạch từ buổi tối ngày đầu tiên bắt đầu liền tiến vào kỳ dịch cảm Cảm giác của Omega trong kỳ dịch cảm đối với ngoại giới là rất thấp, đặc biệt là Lục Bạch không có thuốc ức chế, mặc kệ biểu hiện của cậu bình tĩnh và bình thường như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn là phải tốn phí tinh thần thật lớn mới có thể chống cự lại sự thống khổ của kỳ dịch cảm. Cho nên Lục Bạch đúng thật như chính lời cậu nói, cậu không có trải qua bất cứ thời gian nào để quan sát người khác, cũng đích xác không biết những người khác đang làm những gì. Cảnh ngục khiêu khích thất bại, chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt liếc nhìn Lục Bạch một cái, sau đó liền không cam lòng tránh ra. Dù sao rất nhanh liền có lý do Quang Minh chính đại mà trừng phạt Lục Bạch. Hắn vừa rồi chính là thấy được rõ ràng, trên tờ đáp án của mỗi người đều có tên Lục Bạch. Còn có tên beta phạm tội cưỡng gian kia, tên của gã là nhiều thứ hai. Cảnh ngục thực nghiệm giả mới vừa rồi chú ý nhìn thoáng qua tên beta này lớn lên không tồi, có thể làm món khai vị, làm chính mình trước thả lỏng một chút. Vì thế, hắn ôm đáp án trở lại văn phòng, camera vẫn luôn đi theo quay nhất cử nhất động của hắn đột nhiên có điểm kích động cảm giác đây là phát sóng trực tiếp hiện trường cảnh ngục làm như thế nào phán định nhóm tù nhân được giảm hình phạt hay không tôi cảm thấy chưa chắc luôn có cảm giác người sắm vai cảnh ngục này không có ý tốt chắc là không đến mức đấy đi ngục giam cũng không phải phim ảnh nhưng rất nhanh suy đoán của một người đã được chứng thức ngục giam đúng thật không phải phim ảnh cũng đích xác có cái quy tắc ngầm này nhưng điểm bất đồng duy nhất chính là tên của bảng khảo sát này không phải là bài trắc nghiệm khảo sát mà là đơn cử báo còn về phần tên sắm vai cảnh ngục kia, hiện tại đang thống kê là ở thời gian hắn không nhìn thấy, nhóm những thực nghiệm giả sắm vai tội phạm đó có làm ra những hành động trái với quy định của ngục giam hay không. Mà chờ hắn thống kê xong, kế tiếp trừng phạt mang tính quy mô lớn cũng liền phải bắt đầu rồi. Chương 32 này cũng quá rác rưởi rồi đó, bởi vì góc quay của video, bọn họ có thể rõ ràng thấy được phía trên bài trắc nghiệm viết cái gì, cho nên trong lòng cũng càng thêm căm phẫn. Người khác không nói, cũng chỉ nói lục bạch, trên bảng khảo sát của mỗi người đều dành mạch viết tên của lục bạch, bọn họ đem chuyện chính mình muốn cưỡng hiếp tập thể lục bạch giấu nhẹm đi, thậm chí bọn họ còn, không thầy dạy cũng hiểu, đạt thành thành tựu tâm linh tương thông. Mạnh mẽ đảo lộn trắng đen, nói là lục bạch ngoài ý muốn bùng nổ kỳ dịch cảm mất khống chế dụ dỗ những alpha khác trong phòng giam. Nhưng lục bạch dưới tình huống như vậy, không những không cảm thấy có lỗi với mọi người, ngược lại còn bạo khởi giết người tội danh nối tiếp còn có rất nhiều tỷ như lục bạch ở trong phòng giam so với cảnh ngục còn nghiêm khắc hơn chỉ cần có một chút không phù hợp với tâm ý của cậu liền không đánh thì mắng còn có người tỏ vẻ lục bạch nhất định có nhân cách khuyết tật gì đó hoặc là có bệnh tâm thần cậu quá bạo lực thậm chí người ở nhà tù cách vách cũng từng bị cậu cách một cái lan can đánh đập không chỉ có như thế đại đa số mọi người đều đề nghị muốn đem lục bạch giam giữ cách ly hoặc là dứt khoát khóa ở trên giường không cho cậu di động lục bạch sau khi bùng nổ ngay cả vòng điện cực đều không thể khống chế được cậu vạn nhất phát bệnh mà giết chết hết tất cả mọi người thì phải làm sao dù sao chính cậu trong lòng cũng biết rõ omega vĩnh viễn không có tử hình những tội danh khánh trúc nan thư sau đó mỗi người một câu phảng phất như lục bạch là tội nhân thiên cổ nên lập tức tử hình ngay tại chỗ sao khánh trúc nan thư có nghĩa là dù có chặt sạch hết rừng tre làm thẻ thì cũng không thể kể hết tội lỗi dùng để ví về tội ác quá nhiều không thể viết cho hết khán giả trên internet nhìn bọn họ đổi trắng thay đen trong lòng tất cả đều là lửa giận cái nhóm người này thật sự quá không biết xấu hổ tốt nhất tên cảnh ngục kia là người có đầu óc nhìn ra được những người này là cố ý xa lánh lục bạch đúng kỳ thật rất đơn giản chỉ cần xem lại camera theo dõi sẽ biết tôi còn rất muốn nhìn thấy đám người này chịu trừng phạt những an pha nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó thật sự là quá rác rưởi nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện suy đoán của mình tất cả đều sai rồi tên thực nghiệm giả sắm vai cảnh ngục này hoàn toàn không có ý tứ đi điều tra camera hắn thế nhưng liền dựa theo nội dung cử báo của những người kia bắt đầu định tội lục bạch không, không chỉ có lục bạch mà là những người có tên trong bảng khảo sát, hắn lấy ra hồ sơ bỏ tù của những người này, ở mặt trên dành mạch đánh dấu ngày ở trên đó, hơn nữa bắt đầu tìm đọc điều khoản chấp pháp của ngục giam, tính toán an bài cho bọn họ sự trừng phạt thích đáng. Loại lao động lau chùi WC đã là điều quá đơn giản, thêm hình đối với nhóm thực nghiệm giả mà nói cũng bất quá đều là giấy trắng. Cảnh ngục sau một lúc chọn lọc trên danh sách nội dung trừng phạt cuối cùng ở trên hình phạt phòng tối, vẽ một vòng tròn đây là một loại hình thức đặc biệt nhất trong ngục giam đặc thù rất nhiều phòng tối cấm đoán trong ngục giam đều là khu vực nhà tù không có người ở thuộc về địa điểm sáng lập đơn độc nhưng nơi này thì khác phòng tối của ngục giam đặc thù lại ở ngay trong nhà tù của ngục giam chính là dựa gần cửa của wc kia sau khi mở ra mặt sau sẽ có một không gian nhỏ gần như chỉ có một người có thể đi vào đem người nhốt vào khóa kỹ ở một quan môn người ở bên trong ngay cả khả năng xoay người cũng đều không có chỉ có thể đứng thẳng tắp chân tay đều không thể động đậy giống như miếng chân giò hun khói bị kẹp trong sandwich mà càng đáng sợ hơn chính là cái không gian này hoàn toàn đen tối và an tĩnh rõ ràng biết cách một mặt tường liền có người nhưng ở trong phòng tối lại là cái gì cũng đều không nghe được thậm chí ngay cả tiếng hít thở của chính mình cũng bị vách tường hấp thu đi mất kể cả tiếng tim đập cũng trở nên mơ hồ trải qua thời gian một hồi lâu cảm xúc của người bên trong liền sẽ dần dần sụp đổ thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải vẫn là người sống hay không mà một khi sợ hãi sinh ra như vậy thời gian sau đó liền sẽ càng thêm gian nan nghe nói tội phạm cường hãn nhất cũng chỉ có thể kiên trì ở bên trong được nửa ngày cuối cùng thời điểm ra ngoài còn cơ hồ phát điên càng tàn khốc hơn chính là người trong phòng tối nghe không thấy thanh âm bên ngoài nhưng bên ngoài lại có thể mượn từ thiết bị nghe lén đem động tĩnh của người trong phòng tối hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền phát ra ngoài bởi vậy, chỉ cần có người đi vào, phạm nhân ở bên ngoài liền giống nhau tiếp thu tra tấn, bên tai bọn họ sẽ không ngừng vang lên tiếng gầm rú tuyệt vọng phát ra từ người bên trong, do đó càng có sâu sợ hãi đối với phòng tối, cũng làm cho bọn họ càng thêm không dám lướt qua lôi trì một bước. Sao, lôi trì, tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc, dùng thành ngữ, du siêu u cua lây chi y bu, không dám vượt qua thành lôi trì một bước, ví với không dám vượt qua một phạm vi nhất định cái này có chút thú vị người sắm vai cảnh ngục ở hình phạt phòng tối vẽ một vòng tròn tức khác người xem trên internet đều bùng nổ người này là thật không biết xấu hổ à hắn có phải có tật xấu không đã quên đây là phát sóng trực tiếp sao nhớ rõ là phát sóng trực tiếp thì thế nào mấy người không thấy sao cảnh ngục trong đó đều là làm như vậy hắn chỉ là nước chảy bèo trôi sao mà thôi sao nước chảy bèo trôi phó mặc mọi sự cho số phận tự nhiên không có ý chí hay phương hướng của riêng mình đến đâu hay đến đó trời ơi tôi bắt đầu lo lắng cho nhóm thực nghiệm giả sắm vai tội phạm ở bên trong rồi đó thật ra cũng không cần trừ bỏ lục bạch những người đó căn bản không đáng để đồng tình lục bạch ai cũng không viết nhưng tất cả bọn họ lại đều viết tên lục bạch bọn họ sợ không phải cho rằng lục bạch xin tha bọn họ liền sẽ thắng chứ mà lúc này trên diễn đàn omega rất nhiều omega càng là lo lắng muốn chết Tôi muốn nói Lục Bạch sẽ không nhận thua, nhưng tôi lại muốn cậu ấy nhận thua, cái hình phạt kia thật là đáng sợ, mọi người thấy chứ, tên cảnh ngục kia đánh dấu là phạt nửa ngày. Kỳ dịch cảm của cậu ấy còn chưa qua lâu đâu, vốn dĩ tiêu hao thể lực lớn như vậy rồi còn muốn chịu đựng như thế nào chứ? Cái tên Alpha ghê tởm này chính là tính toán như vậy, bọn họ thấy Lục Bạch quá lợi hại, tựa như hãm hại cậu ấy, làm cậu ấy bị loại trừ trước, không được, tôi quá lo lắng à, mà trong khi mọi người đang lo lắng cảnh ngục cũng đã mang theo bài trắc nghiệm khảo sát đã sửa sang lại tốt cùng thủ tục ngục giam hướng nhà tù đi đến lần này không có cảnh ngục cũ đi theo bên người hắn mà là một mình hắn tự đi rốt cuộc trải qua nhiều ngày quan sát như vậy hắn đã là một người có đủ tư cách làm cảnh ngục biết phải dùng biện pháp gì tới trừng phạt thích đáng nhóm những phạm nhân không biết nghe lời cũng không làm cho người khác bớt lo kia hắn đẩy cửa ra lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là quyền lực thậm chí vì thế mà say mê đến hoa mắt đặc biệt khi hắn thấy nhóm những thực nghiệm giả sắm vai tù nhân đó đều dùng ánh mắt chờ mong cùng hoảng sợ nhìn mình tên sắm vai cảnh ngục này ở trong nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất như là thần của bọn họ hắn điều chỉnh biểu tình làm chính mình có vẻ không ngạo mạn như vậy nhưng ngữ khí khi hắn mở miệng lại không chỉ là ngạo mạn còn có đắc ý cao cao tại thượng Tôi đã xem qua bài trắc nghiệm khảo sát của mọi người, trước khi tuyên bố cuối cùng ai là người có được cơ hội đi làm đánh giá tâm lý, chúng ta cần phải thanh toán một chút biểu hiện gần đây của mọi người. Có ý tứ gì, nhóm thực nghiệm giả sắm vai phạm nhân trong ngục giam tức khác ý thức được tình huống nơi này không thích hợp. Mà rất nhanh, cảnh ngục liền xác minh phòng đoán của bọn họ. Bởi vì thứ hắn mang đến, cũng không phải cái gì gọi là tự do hy vọng, mà là sự trừng phạt chân chính. Số 9067, hắn đột ngột đọc số của một tù nhân, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía quyển sổ ghi chép trong tay, buổi tối không dựa theo quy định của ngục giam bảo chỉ yên tĩnh, thường xuyên nửa đêm ở trong phòng đi lại đúng không? Cái gì, người sắm vai kia rõ ràng ngây ngốc tôi không có a à. Gã luôn luôn ngủ như chết, ở trước khi tham gia thực nghiệm, gã chính là một người làm công ăn lương bình thường, thói quen sáng đi chiều về, gã thậm chí là người ngủ sớm nhất trong số tất cả mọi người ở đây nhưng cảnh ngục cũng không muốn nghe gã giải thích một côn điện hung hăng mà quật trên người gã anh bị cử báo đây là trừng phạt mà anh phải nhận người sắm vai này chính là một người thường chưa bao giờ gặp qua sóng gió sau khi gã vào ngục giam không chỉ có tuân thủ hết thảy những yêu cầu nghiêm khắc thậm chí mỗi lần phát sinh sao động gã đều trốn ở góc phòng nhắm mắt lại làm bộ chính mình nhìn không thấy cũng không tồn tại gã đã không tranh giành cùng thế giới như vậy rồi lại vẫn bị chỉ mũi trừng phạt có thể thấy được những người đó ác ý lớn đến cỡ nào nhưng điều này cũng không phải chuyện khiến cho gã không cam lòng nhất điều làm gã khó chịu nhất là sau khi gã bị trừng phạt liền hoàn toàn mất đi tư cách được giảm hình phạt rõ ràng đã nỗ lực như vậy gã đã hoàn toàn tuân thủ quy định sắm vai một tù nhân nghe lời vì cái gì những người khác còn muốn hại gã như vậy gã rõ ràng rõ ràng không có hãm hại bất kỳ kẻ nào mà lại thời điểm này, gã liền quên mất chính mình là như thế nào ở trên bản báo cáo điều tra viết xuống tên của Lục Bạch càng quên mất gã vì chính mình có thể có được cơ hội nộp tiền bảo lãnh, ở trên giấy trắng thêm mắm thêm muối đem hành vi nhỏ của người khác nói cho cảnh ngục như thế nào. Gã có thể làm như thế với người khác, người khác cũng tự nhiên có thể làm như vậy với gã. Gã ở trên giường quay cuồng, che lại miệng vết thương nhỏ giọng hút không khí, nhưng ánh mắt khi nhìn chằm chằm những người khác, rốt cuộc cũng thay đổi, trở nên càng ngày càng tràn ngập thù hận. Nhưng người sắm vai cảnh ngục, hiển nhiên chỉ là lấy, người hiền lành, này làm công cụ tráng miệng, rất nhanh, hắn sách theo côn điện đi đến trước mặt một người khác. 9068, nghe nói anh cùng người khác đánh nhau, tôi không có, người sắm vai này nghe xong tội danh cũng trở nên mông lung, y chính là một beta ở trong phòng giam này, ngoại trừ loại sát thần động một chút liền muốn mạng người là lục bạch, liền tính alpha cũng đã có rất nhiều, một beta trung dung sao như y vì cái gì muốn trêu chọc những tồn tại cường hãn đó sao trung dung không thiên về một bên nào mà luôn giữ thái độ đứng giữa không thái quá cũng không bất cập trong quan hệ đối với người với việc một chủ trương của nho giáo này không phù hợp logic a à, nhưng cảnh ngục chỉ là muốn có lý do để trừng phạt còn về việc logic hay không logic chưa bao giờ ở trong phạm vi tự hỏi của hắn huống chi hắn đã định tội cái tên phạm nhân nho nhỏ này cũng dám phản bác thậm chí còn không xin lỗi đây là lần thứ hai hắn bị nghi ngờ sau khi vào phòng giam vì thế hắn nổi giận rồi một côn điện của hắn làm người này thành thật mất đi năng lực phản kháng sau đó đem y hung hăng mà đá đến trên mặt đất tiếp theo hắn lôi kéo tóc người này kéo dài tới khu vực mặt sau wc mày làm gì mày buông tao ra ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì người này liều mạng mà phản kháng nhưng bản thân beta đã không có lực lượng lớn như alpha trước lại bị thương liền càng thêm không có năng lực chống cự bởi vậy, trước mắt bao người, đầu của y, bị trực tiếp nhấn vào bình đựng nước tiểu, cùng với âm thanh gian nan nôn mửa, cảnh ngục cảm thấy trong lòng mình thoải mái không ít, rốt cuộc một lần nữa đi trở về. Lần này, hắn cầm lấy quyển sổ, nói với mọi người, lúc trước tôi vẫn luôn không cùng mọi người giảng rõ quy củ, hiện tại tôi liền phúc thầm một lần. Đối đại với tôi nhất định phải tôn trọng, những trừng phạt mà tôi nói không cần nghi ngờ ở trong phòng giam này, quy củ của tôi, chính là thứ các người nhất định phải tuân thủ, không tuân thủ cũng không sao cả, hắn đem ánh mắt rừng ở trên người lục bạch, một ánh mắt tràn ngập uy hiếp, tôi sẽ dùng thủ đoạn dạy cho các người biết cái gì gọi là chấp pháp bằng bạo lực. Đích xác, rất nhiều người trong các người, cho dù là giết tôi cũng không quan trọng, dù sao cũng không có tử hình, nhưng các người cũng đừng quên, tôi giết đám cặn bã rác rưởi các người cũng giống vậy không có trừng phạt gì. Dù sao thủ tục của cảnh ngục viết dành mạch, phàm là phạm nhân có ý tưởng vượt ngục đều có thể tử hình ngay tại chỗ. Thưởng thức cây súng trong tay, sự hưng phấn cùng tàn bạo trong mắt tên sắm vai cảnh ngục rốt cuộc cũng áp chế không được nữa. Chương 33 nháy mắt, không khí trong phòng giam trở nên an tĩnh hẳn. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao rừng ở trên cây súng ngắn mà cảnh ngục đang thưởng thức. Đó là một cây súng thật, chỉ cần bọn họ phản kháng, đối phương có thể nổ súng ngay chơi lớn như vậy sao không ít người trong lòng đều sinh ra ý tứ lui bước thậm chí bọn họ còn đang suy xét có nên nhanh chóng nói ra từ an toàn hay không làm chính mình rời đi trước tiên cái tên cảnh ngục này rõ ràng đã điên rồi nhưng hắn là nhân viên thượng cấp chỉ cần hắn không nói ra từ an toàn ai cũng không thể làm hắn rời đi cho nên vì sinh mệnh bọn họ có phải hẳn nên rời khỏi thực nghiệm hay không mà trên internet ác ý tràn đầy gần như thực chất hóa của cảnh ngục cũng làm cho khán giả sinh ra tâm lý không khỏe có độc à nhóm người này đều điên rồi sao vì cái gì không nhanh chóng nói ra từ an toàn để rời khỏi đó không có khả năng có được không bạn không thấy quy định của thực nghiệm sao phàm là nói ra từ an toàn rời khỏi đều sẽ không nhận được bất cứ thù lao gì chỉ vì chút tiền ấy không phải một chút là một căn nhà ở đế đô đó hơn nữa bọn họ đã ở bên trong đó gần một tuần rồi lúc này từ bỏ chính là thật sự mất cả người lẫn của người chết vì tiền chim chết vì mồi cũng là chuyện thường tình này đúng thật là chuyện thường tình của con người, nhưng những khán giả này còn có điều càng quan trọng hơn vẫn chưa ý thức được. Chính là những người này, bọn họ kỳ thật còn có thể kiên trì không rời đi, còn bởi vì một nhân tố quan trọng khác, mấy ngày ngắn ngủi sinh hoạt trong cảnh cầm tù tuyệt đại bộ phận giữa bọn họ đã có ấn tượng bản thân mình chính là một phạm nhân chân chính. Bọn họ bởi vì hoàn cảnh chung quanh quá mức chân thật nên đã theo bản năng bắt đầu sợ hãi cảnh ngục, hơn nữa cảm thấy cảnh ngục chính là thiên thần có thể quyết định quyền sinh sát của chính mình. Nếu không, tên cảnh ngục này cũng không có khả năng thật sự đơn thương độc mã một người tới đối phó một đám người bọn họ. Hệ thống, Lục Bạch chúng ta kế tiếp phải làm gì? Hệ thống cũng xem đến thực minh bạch tên cảnh ngục này có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là hướng về phía Lục Bạch. Ngày đầu tiên hắn tới đã bị Lục Bạch hung hăng đánh ngã mặt mũi, thậm chí thiếu chút nữa bị Lục Bạch lộng chết, đã là vô cùng mất mặt huống chi hắn còn là alpha tự nhiên đối với omega liền có dục vọng khống chế lục bạch càng cao cao tại thượng hắn càng muốn nhìn thấy bộ dạng gặp nạn vừa thê thảm lại chật vật của lục bạch bất quá hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp hắn còn phải dựa theo quy trình đem mấy người khác xử lý trước vì thế cảnh ngục đem tầm mắt dừng ở trên người tên beta sắm vai tội phạm cưỡng gian kia Trường quan, xin hỏi ngài, ngài tìm tôi có chuyện gì sao, bê ta mẫn cảm đã nhận ra tình huống không đúng, nhưng trước hai chữ, vận mệnh, làm gã đến một câu không có kính ngữ cũng không dám nói. Mà lần này, ngục tốt kia lại lười phải giải thích, trực tiếp nói cho gã, trừ bỏ một người ngoài ý muốn, cơ hồ tất cả mọi người đều viết tên gã, nói tinh thần của gã có vấn đề. Tôi không có, thật đó, là bọn họ nói bậy, bê ta ý đồ biện giải. Nhưng cảnh ngục không nghe, trực tiếp đem gã đưa vào trong phòng tối. Mau thả tôi ra ngoài, bê ta tức khắc bắt đầu khẩn trương. Mà cảnh ngục cũng đã không chút do dự đóng cửa lại, hơn nữa xếp đặt thời gian, 3 tiếng đồng hồ. Phạm nhân ở bên ngoài còn chưa rõ là có ý tứ gì, nhưng rất nhanh, bọn họ liền đã hiểu. Theo loa phóng thanh, bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng phản ứng của bê ta kia sau khi đi vào. Gã ngay từ đầu vẫn là khống chế, biện giải, nhưng dần dần, phản ứng của gã bắt đầu trở nên kỳ quái, thanh âm cũng càng lúc càng lớn nghe không được vì sao tôi không nghe được giọng nói của chính mình tôi nói chuyện mà tôi rõ ràng đang nói chuyện mà a à, gã phát ra âm thanh gào giống gần như là phá âm có người ở đây hay không có ai ở bên ngoài không có nghe thấy tôi đang nói không hả gã giống như bị cái gì đó kích thích không ngừng mà la hét ầm ĩ thét chói tay giọng nói rất nhanh trở nên nghẹn ngào nhưng dù vậy gã cũng không có nửa phần ý tư muốn dừng lại tiếng thét chói tai chớp nhất như vậy dừng ở lỗ tai người bên ngoài liền có vẻ phá lệ sờn tóc gáy cảnh ngục giống như là nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ dùng ngữ khí cực kỳ ác liệt mà cảnh cáo sợ hãi không sợ hãi thì thành thật một chút đi hiện tại là thời gian kiểm tra lệ thường tôi nhớ rõ tội danh tiến vào của các người mỗi một cái đều không nhỏ đem các người nhốt ở nơi này cũng không phải cho các người hưởng phúc mà là kêu các người sám hối muốn ra ngoài đúng không chúng ta liền dựa theo quy trình Nói đến đây, bên phía Internet tất cả khán giả đều nổi giận. Cái tên chó má này, hắn căn bản không tính toán đem người thả ra mà. Đờ mờ, cái tên ở trong phòng tối kia cũng là tên ngu à, hắn không biết kêu từ an toàn sao. Hắn kêu không được từ an toàn, tôi mới vừa đi tra thử, phòng tối của ngục giam đặc thù này có công năng hút âm, hắn căn bản không biết chính mình nói cái gì, bởi vì ngay cả hắn cũng đều không thể nghe được giọng nói của chính mình đây là cái loại cảnh tượng đáng sợ gì chứ trong không gian hẹp hòi tối tăm duỗi tay không thấy năm ngón thân thể bị bốn bức tường kẹp lấy căn bản không thể động đậy nghe không thấy âm thanh bên ngoài cũng liền thôi đi đến giọng nói của chính mình cũng không nghe được thời gian cùng không gian đều trở nên không có ý nghĩa loại thời điểm này chỉ sợ đến chính mình rốt cuộc có phải người sống hay không cũng không thể phán đoán này đã không phải là tra tấn về thân thể nữa mà là sát hại nhằm vào linh hồn tên sắm vai cảnh ngục này đúng là điên rồi hắn đã hoàn toàn bị lạc ở trong trò chơi trầm mê với quyền lực trí cao vô thượng mất đi sự chính trực mà một con người nên có trong nháy mắt này mặt âm u của nhân tính làm không ít người trong lòng sinh ra hoài nghi bọn họ thậm chí bắt đầu có loại ảo giác có phải hay không nguyên bản nhân loại chính là sự tồn tại rác rưởi như vậy có phải hay không bao gồm phần người ở bên trong bọn họ mặc kệ đã chịu qua dạng giáo dục gì mà lớn lên mặc kệ tam quan của bản thân có chính trực như thế nào chỉ cần đặt mình vào giữa dụ hoặc đều sẽ đem linh hồn bán đứng rồi trở thành ma quỷ nhưng mà so với sự hoài nghi của bọn họ nhóm thực nghiệm giả sắm vai phạm nhân trong phòng giam lúc này mới là sợ hãi nhất tuy rằng bọn họ đã dựa theo yêu cầu y theo số thứ tự xếp hàng cho ngay ngắn đứng ở trước mặt cảnh ngục dựa theo quy trình mà sám hối nhưng sự tình dù sao cũng không phải do bọn họ làm bọn họ phải sám hối như thế nào chứ người đầu tiên làm chuột bạch bất hạnh nhất nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt cảnh ngục sau khi trầm tư vài giây, mới khô cằn nói, tôi có tội, tôi cướp bóc chính là sai, tôi có lỗi với người vì tôi mà chịu thương tổn. Thực nghiệm giả này rút thăm sắm vai chính là một băng cướp trên đường quốc lộ, hắn đã lục tục làm hơn 20 vụ cướp tiền tài tích lũy do cướp được chỉ tính tiền mặt cũng đã hơn 30 vạn. Nơi này còn không bao gồm các hàng hóa trên xe vận tải lúc trước thời điểm bốc được nhân vật gã chỉ là đem chuyện này trở thành trò vui để cười cợt hiện tại đột nhiên lại bắt gã sám hối vì tội lỗi mà mình không gây ra gã căn bản làm không được hoảng loạn nói vài giây thời điểm đang định tiếp tục một côn điện của cảnh ngục lại hung hăng đập gã ngã trên mặt đất không đủ thành khẩn ánh mắt khi cảnh ngục nhìn gã giống như là đang xem lò sát sinh súc vật quỳ cho tốt cẩn thận ngẫm lại cho tôi xem tội danh của cậu rốt cuộc là gì Cảm thấy tư thế quỳ của thực nghiệm giả này không đúng, cảnh ngục hung hăng dáng một cái tát ở trên mặt gã, mảnh kim loại ghim ở trên bao tay trực tiếp cắt qua khóe mắt thực nghiệm giả, máu tức khắc chảy ra. Những người khác trong lòng cũng đã lộp bộp một tiếng. Nhưng thái độ của cảnh ngục sau khi phát tiết xong cũng không trở nên tốt hơn, yêu cầu của hắn ngược lại càng thêm hà khắc. Sám hối sao lại có thể không khóc, mày ngay cả nước mắt cá sấu cũng không muốn rơi, vậy mày dựa vào cái gì nói mình biết sai rồi đến người già 80 tuổi mày cũng không buông tha, cái loại rác rưởi tội ác tài trời giống như mày, không xứng đứng nói chuyện. Tội phạm kinh tế, nghe rất có đầu óc, đáng tiếc thông minh quá chưa hẳn là điều tốt, thiếu nhiều tiền như vậy, mày như thế nào còn muốn ra ngoài, nếu không vẫn là chết già ở trong ngục giam đi, ít nhất còn có một ngụm cơm ăn. Câu sau so với câu trước càng khắc nghiệt hơn, nếu những người này thật sự là tội phạm tội ác tài trời, vậy tên cảnh ngục kia tốt xấu gì cũng đứng ở điểm cao nhất của đạo đức. Nhưng cố tình hắn không phải, mà những lời nhìn như lòng đầy căm phẫn táo bạo đó, cũng trở thành hắn bừa bãi sát hại người khác. Rất nhanh, bên người cảnh ngục quỳ một đám phạm nhân, trừ bỏ lục bạch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Hệ thống, ngàn vạn lần cẩn thận, hắn tới tìm người đó. Lục bạch ừ, ta chờ chính là giờ khác này, quả nhiên, lần này cảnh ngục kia đã học thông minh, hắn cũng không tùy tiện tới gần lục bạch, mà là mệnh lệnh lục bạch tại chỗ quỳ xuống. Lục bạch bất động, cảnh ngục cũng không nhiều lời, trực tiếp bật vòng điện cực thanh âm điện lưu nháy mắt vang lên thân thể lục bạch liền lung lay sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt cảnh ngục lạnh nhạt đánh giá cậu tao biết mày có năng lực nhẫn nại rất tốt nhưng cách dùng của vòng điện cực này đâu phải chỉ có mỗi thế hơn nữa, dựa theo báo cáo điều tra, mày lúc trước còn có hành động ác ý giết người, phá hủy tuyến thể của người khác, những cái này đều là hành động trái pháp luật, mày tốt nhất nên thành thật một chút, nhanh chóng quỳ xuống mà sám hối, nếu không chờ tên ở trong phòng tối kia kết thúc trừng phạt, liền phải đổi thành mày đi vào đấy. Tội danh của mày, một khi đi vào sẽ không chỉ là 3 tiếng đồng hồ thôi đâu, mà là nhốt một ngày. Vừa nói, hắn vừa đem loa phóng thanh bên trong mở ra, tinh thần của tên beta kia đã sụp đổ tới nỗi thậm chí bắt đầu nói mê sảng. Thực hiển nhiên, một khi tiếp tục bị nhốt ở trong đó, chỉ sợ tinh thần gã sẽ xuất hiện vấn đề. Cái tên beta này vốn dĩ vừa yếu đuối lại nhát gan, nếu không lần trước gã sẽ không cố tình họa thủy đông dẫn, ý đồ để lục bạch làm thế thân cho mình. Trước mắt, việc bị nhốt trong phòng tối này hết thảy đã làm gã không chỉ là gặp khủng hoảng, mà là rõ đầu rõ đuôi hỏng mất. Cầu xin các người, thả tôi ra ngoài đi, gã vẫn luôn khóc thút thít xin tha, tiếng nói nghẹn ngào mơ mơ hồ hồ nói rõ gã đã mất đi ý thức, những lời này đều là bản năng cầu sinh. Thậm chí, beta trước mắt đến ngay cả từ an toàn có thể khiến chính mình lập tức trở nên an toàn cũng đã nói không nên lời. Loại địa phương đáng sợ như vậy, bất quá mới chỉ 20 phút là có thể làm tiêu tan ý chí của một người, nhưng cái tên cảnh ngục này lại muốn đem một omega như Lục Bạch nhốt vào nguyên một ngày. Hắn là muốn mạng của Lục Bạch sao, cái này, ngay cả những người sắm vai tội phạm đang quỳ ở trên mặt đất cũng đều nhịn không được dùng ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm cảnh ngục. Cảnh ngục rắt rắt khóe miệng, rất có hứng thú nhìn Lục Bạch quỳ, hay là không quỳ. Lục Bạch như là bị dọa sợ rồi, bước chân rốt cuộc có biến hóa rất nhỏ. Cậu trần chờ đi về phía trước hai bước, cơ hồ đi đến bên người cảnh ngục, sau đó đầu gối hơi hơi cong xuống, như thật sự muốn quỳ trong mắt cảnh ngục trong nháy mắt hiện lên vui sướng nhưng giây tiếp theo đau nhức liền từ cánh tay hắn truyền đến lục bạch chỉ dùng một động tác liền đem hai bên cánh tay hắn toàn bộ bẻ chật khớp bao gồm cái nút khống chế trong tay hắn cũng đi theo cùng nhau rơi xuống trên mặt đất mày đây là tập kích cảnh ngục hắn vừa định phản kháng bàn tay đang bóp cầm hắn của lục bạch nháy mắt đem cầm hắn cùng mắt kính tinh xảo bẻ xuống sau đó hắn rõ ràng nghe được lục bạch gián ở bên tai hắn dùng thanh âm vô cùng bình tĩnh nói với hắn cảnh ngục tiên sinh anh có phải hay không đã quên mất lời tôi nói lúc trước nếu anh quá nhập diễn vậy ngàn vạn lần đừng quên tôi là một tội phạm trên tay có án giết người một lúc diệt cả ba nhà còn về việc tôi có sám hối hay không giết mấy kẻ xấu xa tôi chưa bao giờ cần sám hối bao gồm việc hiện tại tôi giết anh tay lục bạch chế chu yết hầu của tên sắm vai cảnh ngục từng chút từng chút siết chặt Chương 34 cận kề tử vong, tên sắm vai cảnh ngục cơ hồ bị dọa cho ngây người. Đây là lần thứ hai hắn cách cái chết gần như vậy, hắn nháy mắt nhớ lại cảm giác khi lục bạch bóp cổ mình lần trước. Chính bởi vì cái loại cảm giác vô lực tràn ngập tuyệt vọng này, hắn mới có thể đối với lục bạch thù hận như vậy. Không chỉ bởi vì lục bạch đánh vào mặt mũi hắn, càng là vì sự hung ác của lục bạch đã trở thành cơn ác mộng của hắn. Làm hắn mỗi khi nghĩ đến lục bạch, liền nghĩ đến sự nhỏ yếu, vô năng của mình thậm chí chỉ cần cái tên lục bạch này xuất hiện hắn liền có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh hướng đến hắn đều là khinh thường cùng châm chọc dù sao ở trong ngục giam đặc thù chỉ có rác rưởi cùng kẻ ngu mới có thể bị chính tội phạm mà mình quản khống uy hiếp mà hắn cũng đích xác bắt đầu từ một khắc bị lục bạch nắm yết hầu chạy chối chết kia đã bị toàn bộ cảnh ngục trong ngục giam xa lánh đương nhiên không sinh hoạt ở bên nhau bọn họ mặt ngoài sẽ không làm cái gì đó nhưng bọn họ sẽ dùng ánh mắt sẽ dùng tươi cười không có ý tốt giống như thông suốt hết thảy mọi chuyện tới chào phúng hắn những ngày gian nan như vậy đều là do lục bạch tự tay tạo thành cho nên hắn có thể buông tha cho bất cứ kẻ nào duy nhất không muốn buông tha cho lục bạch cái gì mà mọi người đều say mình ta tỉnh lục bạch có thể bảo trì bình tĩnh chẳng lẽ không phải bởi vì cậu vốn dĩ chính là một tên có bệnh tâm thần hay sao hắn đều nghe người ta nói lục bạch là từ bệnh viện tâm thần thoát ra là một omega từng bị alpha vứt bỏ sau khi tẩy rớt đánh dấu bị nhốt ở phòng bệnh của bệnh viện tâm thần đã nhiều năm mặc dù cái bệnh viện tâm thần kia có vấn đề nhưng lục bạch cùng nhiều alpha cùng ăn cùng ở như vậy thậm chí đến kỳ dịch cảm cũng đều cùng bọn họ ở bên nhau khẳng định đã dơ bẩn muốn chết một kẻ so với nhà vệ sinh công cộng còn dơ bẩn thấp kém hơn, dựa vào cái gì mà kiêu căng ngạo mạn, cậu cũng chỉ có thể quỳ gối dưới chân alpha, thành thành thật thật là một con chó. Rốt cuộc bùng nổ tên sắm vai cảnh ngục bắt đầu nói không lựa lời, cho dù cầm bị chật khớp đã mồm miệng không rõ, nhưng hắn vẫn là nhịn không được đối với lục bạch chửi rủa. Lấy cái bàn tay dơ bẩn của mày ra, bị bị nhiều alpha thượng qua như vậy, chính alpha của mày mới có thể đem mày vứt bỏ, chỉ là một omega từng bị tẩy rớt đánh dấu, mày còn giả vờ ngây thơ làm cái gì? một câu này nói ra lượng tin tức quá lớn mà ánh mắt của tên cảnh ngục kia khi nhìn chằm chằm lục bạch cũng đủ điên cuồng trong nháy mắt làm người nghe thấy đều kinh sợ bởi vì lục bạch thoạt nhìn quá cấm dục mặc dù là ở kỳ dịch cảm cũng có thể làm cho chính mình duy trì được bộ dạng bình tĩnh nhạy bén rất nhiều thời điểm ngay cả ngũ quan tinh xảo như vậy cũng đều sẽ bởi vì năng lực tự khống chế cường đại của bản thân cậu mà bị xem nhẹ bởi vậy lời nói này của tên cảnh ngục liền có vẻ càng thêm không chân thật mức độ đáng tin cơ hồ bằng không nhưng mà người xem trên internet có người đi cha lại ngoài ý muốn phát hiện lời cảnh ngục nói lại đúng là sự thật chỉ là bọn họ bởi vì quá mức đắm chìm vào cuộc thực nghiệm cho nên quên mất lai lịch của lục bạch lại nói tiếp lúc trước hiệp hội omega không đồng ý lục bạch làm omega đại biểu tham gia thực nghiệm còn không phải bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt của cậu ta sao cho nên vào bệnh viện tâm thần cùng bị tẩy rớt đánh dấu đều là sự thật là sự thật đó, Lục Bạch vốn là sinh viên của trường quân đội, lúc trước ở năm 2 thôi học chính là để trở về kết hôn. À, còn không phải do tên Lục Nguyên kia hãm hại sao, chuyện này phía bên quân đội sau khi điều tra rõ ràng còn thay Lục Bạch sửa lại án xử sai mà, hội trưởng hiệp hội Omega chính là bởi vì cùng Lục Nguyên cấu kết, giả mạo thân phận Omega của Lục Nguyên nên mới rớt đài nha, Lục Nguyên hiện tại cũng bị bắt dăm ba câu thân thế của lục bạch liền được miêu tả một cách sinh động mà những người lúc trước chỉ là đơn thuần bị sự cường hãn của lục bạch hấp dẫn trong lòng cũng nổi lên gợn sóng thật lớn một omega nhấp nhô như thế thế nhưng cũng có thể trưởng thành thành một sự tồn tại cường hãn đến như vậy sao nhưng mà lục bạch trong ngục giam lúc này cậu lại không thèm để ý những lời đó thậm chí đến một chút ý tứ phản bác lại cảnh ngục cũng đều không có Tay chế trụ cổ càng ngày càng chặt, không khí cũng càng ngày càng loãng, ngay cả cảm giác trên thân thể cũng dần không cảm nhận được nữa. Sự khủng hoảng của cảnh ngục đã tới đỉnh điểm, hắn hiện tại ngay cả câu nói phá thành mảnh nhỏ cũng đều không nói nên lời, mặc kệ là chửi rủa hay là khẩn cầu, đều hoàn toàn làm không được. Là, là thật sự phải chết sao, tầm mắt hắn dần dần mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu trở nên không rõ ràng, mãnh liệt không cam lòng, cùng khát cầu đối nhau lại làm hắn không ngừng dãy rủa. Hắn vẫn như cũ chấp mê bất ngộ sao, không cảm thấy bản thân mình làm sai, hắn liều mạng đá chân, lại ngoài ý muốn đạp phải nút điều khiển vòng điện cực rơi trên mặt đất. Sao, chấp mê bất ngộ, là cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi. Lực độ trừng phạt của điện giật đột nhiên tăng lớn, thân thể lục bạch cứng đờ, cảnh ngục rốt cuộc tìm được cơ hội, từ trong tay cậu dãy ruộng thoát ra, há mồm thở hổn hển, co chân muốn chạy đi nhưng lục bạch chỉ dùng vài giây liền khôi phục năng lực hành động lại lần nữa duỗi tay bắt được cổ áo hắn buông tao ra mày cái đồ đê tiện này tao cảnh cáo mày mày đây là đang tập kích cảnh ngục a à, trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ mới nói được một nửa đã bị lục bạch hung hăng dáng một cái tát nuốt trở về mày rốt cuộc muốn làm gì dù làm như thế nào cũng không thể thoát ra cảm xúc của cảnh ngục rốt cuộc cũng sụp đổ nhưng lục bạch lại lạnh giọng hỏi tự an toàn của mày là cái gì mày muốn bắt tao rời khỏi thực nghiệm có giỏi thì mày giết tao đi nhưng chỉ cần tao còn một hơi thở tao mẹ nó liền sẽ không làm người đầu tiên rời đi tên cảnh ngục này đã hoàn toàn bị cảm xúc khống chế hắn biết chính mình đang không bình tĩnh nhưng thế thì có sao đâu đây là phát sóng trực tiếp hắn ở phát sóng trực tiếp làm ra nhiều chuyện như vậy lại động chạm đến quá nhiều người hiện tại đến thời điểm mấu chốt này liền chết cũng không thể rời đi nếu không hắn ngay cả tiền lẫn phòng ở cũng không chiếm được Thời gian 7 ngày, mất cả người lẫn của, nói vậy sau khi đi ra ngoài công ty hiện tại của hắn cũng sẽ đem hắn sa thải, công việc trang trải sinh hoạt của hắn đã không còn, chịu đựng kỳ thực nghiệm, bắt được khen thưởng, là hắn cuối cùng được ăn cả ngã về không. Mày, mày mơ tưởng tên sắm vai cảnh ngục đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi, lục bạch mày có giỏi thì liền đánh chết tao đi, tao chính là không sợ đấy, mày lại có thể làm thế nào? mày cho rằng mày giết tao thì có thể trở thành anh hùng sao? Tựa như mày nói tao là thực nghiệm giả, nhưng tao cũng là người bình thường. mày giết tao chẳng lẽ không nên nhận hình phạt sao? Tao đây hoàn toàn có thể a à, ở thời khắc như vậy. tên sắm vai cảnh ngục không thầy dạy cũng hiểu nói một cái quỷ biện sao? Lục Bạch nếu tao đoán không sai, mày là Omega của quân đội đúng không? Một Omega từng tiếp thu qua huấn luyện của trường quân đội nói không chừng chuyện lúc trước mày trải qua đều là quân đội vì gia tăng năng lực thừa nhận của mày cho nên cố tình làm huấn luyện. Sao quỷ biện, biện luận một cách khôn khéo nhưng mang tính xảo trá, không đúng đắn, chính đáng. Nhưng người như mày lại giả thành người thường xen lẫn trong quần thể của chúng tao như thế nào? Là vì để biểu hiện ra nhân cách người thường của chúng tao ti tiện đến cỡ nào đúng không? Hay là vì phụ trợ ra chúng tao dễ dàng nước chảy bèo trôi như thế nào, đến điểm mấu chốt làm người cũng đều không thể bảo vệ. Mày mẹ nó giả làm bạch liên hoa độc lập mạnh mẽ làm cái đéo gì? Mày không cảm thấy sự dối trá của mày đáng sợ lắm à? hắn đang không ngừng mà chọc giận lục bạch nhưng lục bạch lại không có nửa điểm xúc động chỉ là bắt lấy cổ áo hắn đem hắn ném tới trước mặt người đầu tiên bị hắn đập côn điện tự mình xem đi lục bạch ném xuống bốn chữ này sau đó xốc lên quần áo ở phần eo của thực nghiệm giả kia một miệng vết thương dữ tợn nổi màu xanh tím xuất hiện ở nơi đó làn da xung quanh bị cháy đen giống như sau khi bị thiêu mà ở giữa những cái đó là một màu đen ứ dịch đây chính là thương tổn do bị côn điện tác động mang đến một gậy này thật sự rất đau bởi vì người bị đánh kia đến bây giờ còn chưa đứng lên được cho nên đây là do mình đánh sao cảnh ngục đột nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi hắn dựa theo hình thức trừng phạt của cảnh ngục cũ để cai quản phạm nhân của chính mình lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bộ dạng của miệng vết thương như vậy còn không đợi hắn phản ứng lại lục bạch liền sách theo hắn đến trước mặt một người khác người này là thực nghiệm giả bị hắn ấn đầu vào bình đựng nước tiểu lúc nãy thực hiển nhiên người này chưa bao giờ phải chịu qua khuất nhục như vậy bây giờ gã đang nằm trên mặt đất nửa hôn mê hơi mở đôi mắt ánh mắt trống rỗng không có nửa phần thần thái quần áo trên người tản ra hương vị ghê tởm khiến người buồn nôn người này mày biết đấy lục bạch nhẹ giọng nói trước khi thực nghiệm bắt đầu mày cùng hắn ở nhà ăn quân bộ cùng nhau ăn cơm mày còn nhớ rõ chứ hắn có thói ở sạch nhưng mà hiện tại người có thói ở sạch này lại nằm ở chỗ dơ bẩn còn không nhúc nhích đây cũng là do hắn tạo thành sao, tên sắm vai cảnh ngục đã lâm vào hỗn loạn. Mà kế tiếp lại là người đầu tiên bị hắn phạt quý. Người này là một bê ta, có một đôi mắt rất đẹp, nhưng hiện tại đôi mắt này trong đó có một bên, làn da nơi khóe mắt bị cắt qua, máu bởi vì miệng vết thương quá dài quá sâu còn chưa có ngưng kết. Nói vậy ngày sau, cho dù là trải qua cuộc giải phẫu chỉnh dung tốt nhất, vết sẹo này cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Mà cái này, cũng là hắn tạo nghiệt, nhìn những gương mặt trước mặt, một người lại một người đối với hắn tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ, trong nháy mắt sự phẫn nộ cùng suy sụp nóng lòng phát tiết của tên sắm vai cảnh ngục đều biến mất mà là lâm vào một loại mê mang khác. Nhưng, nhưng tao không có làm sai à, bọn mày hiện tại không phải đều là phạm nhân sao, bọn mày không phải đều bị bắt vào sao. Bọn mày không phải nên chịu sự trừng phạt của tao sao. Đám, đám cảnh ngục cũ đều làm như vậy mà tao không có sai, là do bọn mày phản kháng tao trước. Hắn toàn bộ muốn biện giải vì chính mình, điên cuồng muốn xác minh cách làm của bản thân không có sai. Nhưng Lục Bạch lần này, lại lôi kéo hắn đến trước vách tường nơi phòng tối đang giam giữ tên beta kia. Đích xác bọn họ không nghe thấy được bất cứ âm thanh gì, Lục Bạch ấn động cái nút. Nháy mắt âm thanh nước nở khẩn cầu của beta kia truyền ra ngoài. Một tiếng lại một tiếng, mỗi một tiếng rên rỉ, đều như là đang lên án đối với hành vi cực kỳ tàn ác của tên sắm vai cảnh ngục sinh động mà lại thê lương, tôi không phải, tôi không phải, tên cảnh ngục bị lục bạch đè nặng, không có cách nào nói ra được những lời khiển trách ngoài sự trốn tránh. Không phải là hắn không nhận thức được sai lầm của chính mình, mà là hắn không dám. Bởi vì một khi hắn nói ra từ an toàn, liền đại biểu cho việc lương chi chưa mẫn, mà những người này bởi vì chính mình đã chịu tra tấn cũng sẽ trở thành nghiệt nợ mà hắn phải đeo theo cả đời huống chi sau khi rời khỏi sinh hoạt của hắn còn tiếp tục như thế nào chẳng lẽ vẫn luôn đeo trên lưng những tội danh đó bị người ta nhục mạ cười nhạo sao hắn không cần là bởi vì ý chí của hắn bình thường không đủ kiên định sao dựa vào cái gì hắn chỉ là một người bình thường bình thường nhất mà thôi rốt cuộc vì cái gì muốn cho hắn bị tiền tài dụ hoặc tiến vào cuộc khảo nghiệm nhân tính này chứ ánh mắt cảnh ngục dần dần mê mang tất cả mọi người nhìn ra được sự thừa nhận của hắn đã tới cực điểm rồi Lục Bạch nhìn hắn, ngữ khí như cũ vô cùng bình tĩnh, nói ra từ an toàn của mày, mày đã bị loại trừ. Vai của tên cảnh ngục run run, sau một lúc lâu hắn nhẹ giọng phun ra một từ. Chương 35 rất nhanh trong ngục giam đặc thù vang lên tiếng chuông, người quân đội đi đến, đem tên cảnh ngục mang ra ngoài. Mà Lục Bạch cũng nhân cơ hội mở ra vách tường của phòng tối, tên Beta ở bên trong đã gần như điên rồi. Gã lào đào từ bên trong ngã ra ngoài, Lục Bạch duỗi tay đỡ được gã, khiến cả người gã nhào vào trong lồng ngực Lục Bạch ngẩng đầu cả người gã không chịu nổi khống chế mà run run đột nhiên trở lại dưới ánh mặt trời mặc dù là ánh mặt trời âm u của nhà tù ngục giam đối với gã mà nói cũng tương đương với sự cứu rỗi tôi gã muốn nói chuyện nhưng tiếng nói quá mức nghẹn ngào lại xa lạ đến nỗi làm gã không dám tiếp tục phảng phất như đã ở trong phòng tối cả đời ngay cả thời gian trôi đi đều không cảm thụ được đến thân thể của mình cũng không cảm giác được giống như là một du hồn bị cầm tù ở trong bóng tối không có thực thể không có không gian chỉ có sự sợ hãi vô biên vô tận gã bắt lấy quần áo của lục bạch trên người lục bạch ấm áp cùng hương thơm tin tức tố thanh lãnh của hoa bạch trà làm gã cảm nhận được chính mình có lẽ còn sống gần như tham lam ôm lấy lục bạch gã đã hoàn toàn khống chế không được lực đạo tư duy cũng đã cứng đờ dại ra đem ánh mắt nhìn thấy lục bạch đầu tiên trở thành tấm gỗ cứu mạng của mình sợ buông tay liền sẽ lần thứ hai mất đi mà lục bạch lần này cũng ngoài ý muốn không có đẩy gã ra chỉ lạnh giọng hỏi gã từ an toàn của cậu là gì tên beta kia há miệng thở dốc lại tìm không thấy thanh âm thẳng đến qua một hồi lâu gã mới nhẹ giọng nói ra về nhà lục bạch đem gã từ trong lồng ngực mình lôi ra đẩy đến trong lồng ngực của một chiến sĩ quân đội lại đây tiếp người người nọ run run bị mang đi mà hai người nằm trên mặt đất sau khi hoàn hồn cũng nhanh chóng nói ra từ an toàn thật là đáng sợ này không phải là cuộc thực nghiệm nữa căn bản chính là luyện ngục của nhân gian bất quá ngắn ngủi một tuần không chỉ có tiêu trừ khát vọng làm người tự do của bọn họ thậm chí đến đến cốt khí cùng kiêu ngạo làm người cũng đều bị bòn rút đến không còn gì cả ngày tháng như vậy bọn họ một ngày cũng không muốn chịu đựng cho dù cho bọn họ nhiều tiền hơn nữa cũng không cần bọn họ sẽ phát điên con người chính là như vậy một khi có một người rời khỏi như vậy mặt sau người liền sẽ liên tiếp rời đi cuối cùng chỉ còn lại có một người chính là lục bạch chỉ huy quân đội bên này tiếp người đúng là sở nhiên anh đứng ở trước mặt lục bạch tựa hồ muốn dò hỏi cậu không nghĩ rời đi sao lục bạch không nói chuyện chỉ là cùng sở nhiên đối diện trên cổ tay cậu mang theo vòng điện cực còn chưa có gỡ xuống thường thường có dòng điện lưu phát ra lại mang đến cho lục bạch liên tiếp đau đớn không ngừng như cũ cậu tiến vào ngục giam một tuần vì khống chế thế cục trong ngục giam đã nhiều lần xuất phát vòng điện cực nếu lại tiếp tục như thế cho dù tinh thần của lục bạch có thể chịu đựng thì thân thể của cậu cũng khiêng không được chỉ cần nhìn thân thể của lục bạch đã gầy ốm đi rất nhiều chỉ sau một tuần là có thể hiểu rõ những thương tổn từ trước đến nay đó đều không phải đối với cậu không có thương tổn trên internet không ít người xem đã sớm chịu không nổi nữa bọn họ là thật sự đau lòng cho lục bạch đau lòng cậu trải qua quá nhiều trắc trở như vậy cũng đau lòng cậu đã phải chịu đựng quá nhiều khúc chiết thế nhưng còn có thể trưởng thành trở thành một người ưu tú như thế tôi thật sự khóc rồi không biết vì cái gì nước mắt tôi không dừng được cậu ấy vốn dĩ cũng là một omega được yêu thương mà lớn lên nhưng hiện tại lại đem chính mình bức thành như vậy tôi là dược tề sư, tôi đã theo dõi cuộc thực nghiệm nhiều ngày rồi, lần đầu tiên hy vọng lục bạch chủ động từ bỏ, tình huống thân thể của cậu ấy rất nguy hiểm, ngay lập tức phải dùng thuốc, tin tức tố của cậu ấy hỗn loạn vô cùng, tốt nhất có thể có một alpha với độ phù hợp cực cao ở bên cạnh, nếu không tinh thần dần dần buông lỏng biếng nhác cậu ấy sẽ bị tin tức tố hỗn loạn bước điên. Tôi là một alpha, trước khi thực nghiệm này bắt đầu, tôi là thật sự xem thường omega, nhưng hiện tại, tôi không thể không nói một cậu, lục bạch châu bò. Mà bên phía diễn đàn Omega càng là tiếng khóc một mảng. Lục Bạch cũng quá khó khăn rồi, Lục Nguyên rốt cuộc là cái loại rác rưởi gì vậy chứ? Đừng nói Lục Nguyên, mọi người không cảm thấy quân đội cũng rất đầu gỗ sao, toàn thể đều nói từ an toàn rời khỏi rồi, bọn họ từ nơi nào lại bổ sung nhóm thực nghiệm giả mới, liền dứt khoát trực tiếp kết thúc không tốt sao? tôi cũng không muốn nhìn thấy thực nghiệm tiếp tục quá tàn nhẫn bọn họ nếu tìm lại người từng được huấn luyện từ trước hoặc là chân chính cường hãn tới làm cũng đúng thôi những tiểu thị dân bình thường khác căn bản không có khả năng nhưng mà thực mau tin tức mà quân đội cấp ra khiến cho những khán giả chú ý tới thực nghiệm đều lâu vào thật lớn trầm mặc bọn họ cấp ra quỹ đạo sinh hoạt của mọi người cùng điều mà công chúng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng những người tham gia thực nghiệm này đến từ tam giáo cửu lưu sao sao tam giáo cửu lưu ba giáo phái là nho giáo phật giáo đạo giáo và chín học phái lớn thời chiến quốc là nho gia đạo gia âm dương gia phật gia danh gia và mặc gia tung hoành gia tạp gia nông gia từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội người sắm vai cảnh ngục là cao tài sinh từng chịu qua giáo dục của trường cao đẳng vốn dĩ ở đơn vị công tác là tổ trưởng tương lai cũng coi như là một mảnh quang minh nhưng lời đồn đãi cùng hoàn cảnh lại đem hắn bước thành một kẻ xấu xa ác độc mà những alpha đã từng ở ngày đầu tiên bị châm ngòi dụ hoặc kia cũng đều không phải là tiểu thị dân ở tầng dưới chót chưa có gặp qua việc đời. Trong đó 80% đều đã từng trải qua nghĩa vụ quân sự. Còn về cái tên beta trước đó dám họa thủy đông dẫn, muốn làm chính mình tránh được một kiếp kia thế nhưng là ông chủ của một hiệu sách, sinh hoạt ngày thường yên lặng và an tường, cho nên rốt cuộc vì cái gì bọn họ chỉ sau một ngày ngắn ngủi tiến vào ngục giam liền biến hóa nhanh đến như vậy? rốt cuộc là vì nguyên nhân gì nhân tính chính là như thế a à, có người nhịn không được phát ra cảm thán càng là bình thường càng là chưa từng trải qua càng dễ dàng nước chảy bèo trôi bảo sao hay vậy nhưng tôi không cảm thấy như vậy có người tuổi trẻ khí thịnh lập tức mở miệng phản bác nhưng rất nhanh đã bị vả mặt có bình luận nhảy ra nói người này lúc trước theo trào lưu trào phúng lục bạch là xe buýt công cộng có lẽ là chưa kịp có lẽ là đã quên mặc dù hắn hiện tại đã thay đổi cái nhìn đối với lục bạch khá vậy vẫn không có xóa rớt cái bình luận ban đầu Chuyện cũ bị đào lại tức khắc trăm từ bao biện cuối cùng chỉ có thể vô năng cuồng nộ khởi sướng bản đồ pháo mấy người chỉ nói tôi thế bản thân mấy người chưa từng mắng cậu ta sao kịch bản xé mặt giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm đúng vậy những người này nhanh quên đến lợi hại ngày đó có ai là không xuôi theo chiều gió thuận miệng mà chửi rủa lục bạch chứ nhưng thời điểm đó kết quả không theo ý bọn họ bọn họ cũng chỉ là kịp thời học xong liền ngậm miệng lại. Trên mạng còn xuôi chiều gió như thế, có thể đối mặt với một người xa lạ không ngừng nói ra những lời ác độc chỉ bởi vì nghe được đôi câu vài lời ngôn luận không phù hợp với yêu thích của bọn họ. Huống chi là nhóm thực nghiệm giả sớm chiều ở chung cùng với đám tội phạm trong ngục giam chứ. Lục Bạch bất khuất có thể bảo trì sự bình tĩnh của mình là bởi vì cậu là người mạnh mẽ, chứ không phải do nhân tính cường đại mà một người mạnh mẽ cùng giới tính, xuất thân, hoàn cảnh của hắn có lẽ đều không có liên quan, hoàn toàn phải nhìn vào việc hắn có dũng khí muốn chống cự hết thảy hay không. Tôi giống như đã hiểu nguyên nhân cái người phụ trách của quân đội lúc trước gánh áp lực lớn như vậy cũng muốn đem Lục Bạch đưa vào thực nghiệm rồi, cậu ta thật sự quá khiến người khác chấn động. Đúng vậy, tôi tự nghĩ, nếu tôi mà là Lục Bạch sau khi chịu đựng quá nhiều suy sụp như vậy, chỉ sợ là rất khó lần thứ hai đứng lên. Tôi cũng là một omega hiện tại vẫn luôn chịu đựng bạo lực gia đình từ nhà chồng ngay cả sau khi sinh con xong cũng ghét bỏ tôi vô dụng tôi lúc trước cảm thấy đời này của mình cũng cứ như vậy thôi bởi vì sợ rằng sau khi rời khỏi gia đình không có cách nào để sinh tồn cũng sợ hãi sau khi tẩy rớt đánh dấu không thể một mình vượt qua kỳ dịch cảm nhưng lục bạch làm tôi hiểu ra tôi cũng có thể đóng ngoặc vuông có thể cứu chúng ta từ trước đến nay đều không phải là hiệp hội omega càng không phải là quyền bình đẳng mà là chính chúng ta mà càng khiến người kinh ngạc chính là Omega này thế nhưng thật sự ở trưa hôm đó đưa ra giấy chứng nhận ly hôn. Người đó thậm chí còn gấp không chờ nổi muốn cùng ngày làm giải phẫu tẩy rớt đánh dấu. Tiền trên người chỉ có không đến 300 đồng, phí dụng để bảo dưỡng miệng vết thương kế tiếp tôi cũng không có, nhưng mà tôi không sợ, có thể ở cái loại gia đình này thừa nhận mười mấy năm tra tấn, tương lai còn có khó khăn cùng khổ gì mà tôi không thể ẩn nhẫn, không thể chịu đựng chứ. Mà Omega giống như vậy, thế nhưng còn không chỉ có một quá điên cuồng, ai cũng không nghĩ tới, sự xuất hiện của lục bạch đánh thức không phải là những omega luôn ồn ào đòi quyền bình đẳng, mà là đem những omega ở tầng dưới chót bấy lâu nay vẫn luôn ẩn nhẫn thừa nhận hết thảy bất bình đẳng chân chính đứng lên. Bọn họ lần đầu tiên nhận thức được rằng, hóa ra khi người ta bị dồn đến đường cùng, trừ bỏ ẩn nhẫn gắt gao nắm lấy cục đá trên vách núi tranh vênh, thế nhưng cũng có thể dứt khoát buông lòng tay, nhảy xuống dòng sông bên dưới, Đoàn tuyệt đường lui lại sông ra, bọn họ đối với tồn tại như luyện ngục nhân gian còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ ở dưới sông dãy rụa cầu sinh sao? Ở một khách sạn nhỏ phụ cận đế đô, Hồ Hàm đem thuốc cùng nước đút cho chị mình là Hồ Duyệt. Kỳ dịch cảm của Hồ Duyệt hai ngày trước đột nhiên bắt đầu, Hồ Hàm tìm hồi lâu mới có thể tìm được cho cô chút thuốc. Vốn dĩ nó còn làm tốt nếu như Hồ Duyệt không chịu đựng nổi nữa, liền tìm kiếm chuẩn bị alpha cho cô, nhưng Hồ Duyệt lại cứng đầu nhịn xuống. Chị vất vả rồi, Hồ Hàm ôm lấy bà vai gầy yếu của chị mình. Hồ Duyệt lại lắc đầu cười, không vất vả, Lục Ca ở ngày chị xảy thai đó đã hỏi qua chị. Trên người Hồ Duyệt không có chút sức lực, nhưng từng câu chữ lại rất rõ ràng, cậu ấy hỏi chị, giữ hay không giữ đứa bé? Chị nói không giữ, sau đó, cậu ấy thì thầm nói một câu với chị, cậu ấy nói, có thể báo thù, chỉ có chính bản thân chị. Cho nên sau đó chị lại cùng Lục Ca diễn kịch, đến cả em cũng đều bị lừa gạt hồ duyệt cười chính bởi vì màn diễn kia chị mới hiểu ra không có gì không qua được chỉ cần ta đứng lên có dũng khí tiến về phía trước những vết nhơ sỉ nhục đó đều là chất dinh dưỡng có thể làm ta trở nên càng thêm cường đại hơn em nhìn lục ca xem cậu ấy còn mang theo chúng ta tiến về phía trước đấy thôi hồ hàm chớp chớp mắt cố nén không làm nước mắt rơi xuống Lục Bạch trong TV bình tĩnh lại mạnh mẽ, rõ ràng hiện tại người không ở bên cạnh mình, nhưng cậu lại thật thật tại tại dùng chính phương thức của mình giáo hội bọn họ, như thế nào dựa vào chính mình, đường đường chính chính từ bùn đất bò ra ngoài. Mà những người khác cũng hiển nhiên là cái dạng suy nghĩ này. Cuộc thực nghiệm này tuy rằng nhấp nhô, ở giữa có các loại nan kham cùng tuyệt vọng, nhưng cuối cùng quân đội vẫn đạt thành mục tiêu của bọn họ. Mà cái nhìn của đại chúng về Omega cũng đã khác xưa, tuy rằng không có lập tức thay đổi, nhưng cũng bởi vì lục bạch mà trở nên buông lòng, nói vậy đợi một thời gian, chờ những Omega đồng dạng dẫy dùa ở trong khó khăn đó có thể dựa vào chính mình đứng ra, vậy quyền bình đẳng của Omega cũng liền hoàn toàn đạt được. Đương nhiên, nơi này vẫn như cũ yêu cầu Hiệp hội Omega cùng phía trên không ngừng mà dẫn đường, nhưng tóm lại là một khởi đầu tốt đẹp. Thực nghiệm cuối cùng vẫn là dưới sự biểu tình của công chúng mà phải ngưng hẳn sớm hơn dự định. Lục Bạch là đối tượng cuối cùng rời khỏi thực nghiệm, được sở nhiên tự mình mang quân đội tới đón người trở về. Ra khỏi nhà tù, Lục Bạch dừng ở trước cửa lớn của ngục giam đặc thù, đứng ở bên ngoài ánh mắt trời, chính là sở nhiên. Lục Bạch nâng bước chân, đi đến trước mặt anh, sở nhiên giang hai tay, đem cậu ôm vào trong lòng, dùng sức ôm lấy. Lục Bạch nhẹ nhàng cười, học trường, em đã trở về. Thanh âm sở nhiên phá lệ ôn nhu, mừng em trở về. Đây là bí mật chỉ có sở nhiên và lục bạch mới biết được, học trường, là từ an toàn của lục bạch. Chương 36 ngắn ngủi ôn nhu qua đi, sở nhiên sau đó mang theo lục bạch đi bệnh viện quân khu. Lục bạch tuy rằng thoạt nhìn hành động tự nhiên, nhưng trên thực tế tình huống trong cơ thể đã hoàn toàn không ổn. Tựa như bình luận trên mạng của dược tề sư lúc trước, lục bạch sau khi xác định chính mình đã an toàn, liền trực tiếp lâm vào hôn mê, mà tin tức tố cậu đã luôn gắt gao đè ép cũng hoàn toàn bùng nổ thoát ra, bệnh cũ trong cơ thể bắt đầu đánh úp lại, thế tới rào rạt, cho dù là Lục Bạch cũng chống cự không được, chỉ có thể dùng hôn mê tới tạm thời bảo hộ chính mình. Tình huống thế nào, Sở Nhiên canh giữ ở mép giường nhẹ giọng hỏi bác sĩ chủ trị. Không tốt lắm, chỉ sợ ngài phải chuẩn bị sẵn tâm lý, bác sĩ thở dài, tin tức tố của những alpha trong ngục giam đó đối với tinh thần cùng thân thể của cậu ấy đều mang đến thương tổn rất lớn. Tuyến thể của cậu ấy đã bị hao tổn vài lần, hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng đã không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Vậy anh có kiến nghị nào không? Có, nhưng rất khó. Nói như thế nào, cậu ấy hiện tại yêu cầu phải làm một việc quan trọng, chính là đem tin tức tố hỗn loạn xoa dịu xuống, nhưng dựa theo tình huống của cậu ấy mà nói, trừ phi là độ xứng đôi trăm phần trăm, lại còn phải là alpha làm cậu ấy yên tâm có thể tin tưởng mới có hiệu quả. Sở Nhiên hơi hơi sừng sốt, bác sĩ còn tưởng rằng anh bị cái điều kiện hà khắc này làm cho chấn kinh, cũng nhịn không được thở dài. Omega chính là yếu ớt như vậy à? Vậy nếu tìm được Alpha như vậy rồi sao? Chỉ cần trợ giúp em ấy xoa dịu là được. Tốt nhất là có thể trực tiếp đánh dấu chọn đời, bác sĩ nói phán đoán của chính mình. Mà Lục Bạch trên giường vốn dĩ đang lâm vào hôn mê không biết tỉnh từ khi nào, chỉ an tĩnh nhìn Sở Nhiên và bác sĩ. Bác sĩ thấy thế lại giúp Lục Bạch làm vài bài kiểm tra sức khỏe. Hệ thống nhỏ giọng nhắc mãi, may mắn Sở Nhiên và ngươi có độ xứng đôi cao, bằng không ngươi mặt sau còn phải chịu tội. Nhưng Lục Bạch lại không có tiếp lời, thậm chí cậu cũng không tỏ vẻ chính mình có thể tiếp thu đánh dấu của Sở Nhiên hay không. Ngươi sẽ không phải là muốn cự tuyệt đấy chứ, hệ thống tức khắc khiếp sợ, hiện tại ngươi đã khó chịu như vậy rồi, chỉ cần hắn đánh dấu ngươi, là ngươi có thể chịu đựng tiếp vì cái gì không lập tức làm như vậy. Ngươi không phải cũng thích Sở Nhiên, nhưng Lục Bạch lại rất mau đem lời nói của nó đánh gãy, ta không được. Người như thế nào lại không được, ngữ khí của Lục Bạch bình tĩnh tới gần như lãnh khốc thân thể này, không phải ta. Hệ thống bị câu nói này nói đến trực tiếp trầm mặc. Mà trong phòng bệnh, Sở Nhiên sau khi tiễn bác sĩ rời đi, chỉ là mang theo dược phẩm xử lý ngoại thương trở lại trước giường Lục Bạch ngồi xuống, cũng không có nói bất kỳ một câu dư thừa nào, thậm chí từ góc độ của Lục Bạch có thể rõ ràng nhìn thấy trên cổ Sở Nhiên mang theo miếng dán cách ly tin tức tố của Alpha. Mặc dù khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Lục Bạch cũng không thể ngửi thấy bất cứ mùi hương tin tức tố nào phát ra từ trên người sở nhiên. Lục Bạch thấp giọng kêu một câu, học trường, ừm, sở nhiên đáp lại, cầm lấy tay Lục Bạch, sau đó anh giúp cậu cởi bỏ nút thắt ở tay áo, để lộ ra cổ tay của Lục Bạch. Năm lần bảy lượt bị vòng điện cực kích thích, làn da nơi này sớm đã bị sưng đỏ thậm chí là bắt đầu nhiễm trùng. Chịu đựng một chút, sở nhiên lấy ra lọ thuốc giúp Lục Bạch tiêu độc, làm từng bước thoa thuốc cho cậu khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng cả hai lại không có nói chuyện với nhau thậm chí sau đó sở nhiên sau khi xử lý miệng vết thương của lục bạch xong liền trực tiếp rời đi hệ thống lại thời điểm này hắn không phải hẳn nên ở lại ôm ngươi một cái thật chặt sao lục bạch lại không cảm thấy như vậy anh ấy không ở lại cũng tốt omega vốn dĩ đã yếu ớt cùng alpha có lực hấp dẫn tự nhiên lẫn nhau chỉ cần sở nhiên ở lại ta liền sẽ nhịn không được hướng anh ấy tìm kiếm bảo hộ cùng thân thể đấu tranh đã rất mệt nếu lại cùng thiên tính đấu tranh nữa ta sẽ thật sự không thể kiên trì thêm anh ấy hiện tại rời đi là vì tốt cho ta lục bạch đến do dự cũng không thèm do dự liền nhanh chóng thay sở nhiên lấy ra một cái cớ không có kẽ hở thuận lý thành trương đến nỗi ngay cả hệ thống cũng không biết phản bác từ chỗ nào nhưng hệ thống cũng hiểu được lời Lục Bạch nói không đúng, mới không phải như vậy. Rõ ràng toàn thân đều là vết thương tinh thần cùng thân thể đều đã chịu không nổi nữa, thật vất vả mới có một người có thể tin tưởng nên lập tức nhào lên đòi ôm một cái, cầu an ủi. Ngay cả phía trước cái tên Beta kia còn biết ôm lấy Lục Bạch tìm ấm áp, nhưng Lục Bạch lại liều mạng đem nguồn nhiệt đẩy ra bên ngoài nhưng cố tình sở nhiên là một kẻ ngốc anh quá hiểu biết lục bạch cho nên biết rõ điều lục bạch yêu cầu nhất là gì bởi vì nghĩ cho sự sợ hãi của lục bạch anh liền có thể giữ vững giới hạn cuối cùng đứng ở bên ngoài nhìn có lẽ đây là điều lục bạch muốn cũng là điều tốt nhất đối với lục bạch nhưng như vậy sở nhiên sẽ không khổ sở sao tâm của lục bạch sẽ không bởi vì sự cẩn thận này của sở nhiên mà chịu thương tổn sao rõ ràng rõ ràng cậu mới là người cần một cái ôm nhất a à? hệ thống nhịn không được liền muốn khóc nó nghĩ may mắn là chính mình trước khi trói định lục bạch không có xem qua quá khứ của cậu nếu không nó khẳng định sẽ không trói định lục bạch cậu ở hiện thực đã khổ sở như vậy rồi vì cái gì còn muốn cho cậu ở thế giới khác ngày ngày thừa nhận sự thù hận của người khác chứ điều này đối với lục bạch là không công bằng nhưng lục bạch lại an ủi nó đừng khóc đã rất công bằng đối với lục bạch sự tình mà hệ thống không biết còn rất nhiều cho nên nó liền dùng tình cảm chân thật của chính mình đau lòng cho ký chủ là cậu nhưng lục bạch lại cũng có suy nghĩ của riêng mình người biết không với ta mà nói có thể tồn tại cũng đã rất công bằng bởi vì chỉ có tồn tại mới có thể có cơ hội báo thù mới có thể thay đổi tương lai đã định trước mới có thể tự tay đưa những người đó đến nơi mà chúng nên đến làm cho bọn họ vì những sự tình đã làm lúc trước mà trả giá đại giới mới có thể vì chính mình lấy lại công đạo nhưng, nhưng như vậy cũng quá vất vả, ngươi biết rõ Sở Nhiên có thể giúp ngươi vì cái gì ngươi không duỗi tay đòi. Lục Bạch hỏi lại hệ thống, đúng vậy, ta có thể duỗi tay đòi, anh ấy hiện tại thiên vị ta, cho nên ta nghĩ muốn cái gì, anh ấy cũng đều sẽ cho ta, huống chi chỉ là công bằng nho nhỏ. Nhưng mà ngươi nói xem, nếu có một ngày anh ấy không thiên vị ta nữa thì sao? Hệ thống muốn nói, Sở Nhiên là pháp tắc anh sẽ không nhưng lời kế tiếp Lục Bạch nói lại làm hệ thống càng thêm khiếp sợ, nếu anh ấy gặp được đối tượng càng đáng giá thiên vị hơn thì sao? Hắn, hắn sẽ không, hệ thống hoảng loạn bổ sung thuyết minh, ngươi là tồn tại độc đáo nhất mà ta thấy, sở nhiên trừ phi bị mù, nếu không hắn sao có thể coi trọng người khác. Vậy vì cái gì anh ấy không ở nơi bắt đầu liền thiên vị ta chứ? Vì cái gì khi ta từ tầng dưới chót dãy ruộng bò dậy, bò đến chỗ cao, anh ấy mới nhìn thấy ta, thì thì chủ thần khốn nạn như vậy pháp tắc cũng có thời điểm có điều cố kỵ không thể đến a à. cho nên a à, như thế nào có thể mở miệng đòi hỏi chứ lục bạch như là nói với hệ thống cũng như là nói cho chính mình nghe thứ người khác cho bất luận là thật tình thật lòng hay là tùy tay bố thí chỉ cần không phải của chính mình cho dù nắm chặt cũng sẽ có một ngày mất đi cho nên liền tính là sở nhiên nguyện ý ta cũng không thể dựa dẫm vào anh ấy nhưng ngươi thích hắn không phải sao hệ thống có thể cảm nhận được tình cảm của lục bạch cậu vốn dĩ là một người cẩn thận như vậy có thể ở ngay trong não bộ vừa diễn kịch cũng vừa đề phòng thử lòng hệ thống nhưng chính cậu lại theo bản năng thiết lập từ an toàn là học trưởng bởi vì trong tư duy của lục bạch sở nhiên chính là đối tượng cậu có thể tín nhiệm nhất chỉ cần cậu mở miệng xin giúp đỡ sở nhiên nhất định sẽ tới giúp cậu cho nên hệ thống liền càng không rõ nếu có ý lẫn nhau vì cái gì không tiến thêm một bước cái thân xác này không là vấn đề bọn họ hoàn toàn có thể yêu đương bằng tinh thần không phải sao nhưng lục bạch lại hỏi hệ thống một vấn đề càng làm nó trở tay không kịp ngươi lúc trước thời điểm lựa chọn ta là như thế nào phát hiện linh hồn của ta không giống người thường bởi vì rất cường đại ngươi so với bất cứ linh hồn nào ở cái thế giới kia đều cường đại hơn vậy nhan sắc thì sao linh hồn của ta có dáng vẻ như thế nào xinh đẹp không lấp lánh giống như một vì sao chứ không chỉ không xinh đẹp hơn nữa còn là dáng vẻ ảm đạm xám xịt giống như sương mù không có bất cứ ánh sáng nào điều duy nhất làm người khiếp sợ chính là trình độ ngưng kết và lực lượng chất chứa của cậu vô cùng mạnh mẽ nhưng những lời này hệ thống lại không có biện pháp nói với lục bạch sự trầm mặc của nó cũng làm lục bạch biết đáp án Ngươi xem, kỳ thật ta cũng không phải là kiểu người đặc biệt động nhất vô nhị không phải sao, từng sắm vai nhiều người như thế, từ nhiều địa phương như vậy chạy thoát ra ngoài, trên tay từng dính máu của ân nhân, trên người cõng không biết bao nhiêu tội nghiệp, đến linh hồn của chính bản thân mình cũng đều không có nhan sắc, giờ muốn chết, ưu điểm duy nhất bất quá chỉ là ta có thể nhẫn không nhận thua mà thôi. Ngươi nói sở nhiên dựa vào cái gì sẽ luôn thiên vị ta chứ? Lục Bạch, không phải như thế, hệ thống cảm thấy chính mình lại muốn khóc lục bạch trái lại lại an ủi nó không cần khổ sở mỗi cá nhân đều có cách sống riêng có lẽ đây là phương thức sinh tồn tốt nhất của ta thứ ta cầu cũng không phải là có người thiên vị chỉ là sống sót mà thôi lục bạch có thói quen dùng loại phương thức gần như là lãnh khốc này tự xem kỹ lại chính mình cậu cũng sẽ không bởi vì linh hồn không đủ lóa mắt mà tự ti cũng sẽ không bởi vì lo lắng tương lai sở nhiên có khả năng thu hồi thiên vị mà phủ nhận tình cảm của chính mình đối với anh nhưng cũng đồng dạng cậu thấy rõ thân phận của chính mình cũng càng thêm hiểu rõ, thích không có nghĩa là phải ở bên cạnh nhau. Dù sao so với pháp tắc tồn tại có thể sóng vai cùng thiên đạo và chủ thần, thậm chí có thể đồng thời chế ước hai người bọn họ tới mà nói, cậu bất quá chỉ là quân cờ nhỏ bé nhất trên bàn cờ. Cho nên, để đảm bảo phía trước chính mình có thể thuận lợi sống sót, Lục Bạch sẽ không làm bất cứ chuyện dư thừa nào. Khoảng cách giữa cậu cùng sở nhiên hiện tại liền rất tốt giống như là ánh nắng mặt trời ở phương xa xa xôi không thể với tới dáng xuống nơi lục bạch, làm lục bạch có thể rõ ràng mà biết được phía trước còn có đường, làm lục bạch vĩnh viễn sẽ không từ trong sương mù từ bỏ chính mình. Mà tầm mắt của sở nhiên chỉ nhìn mỗi linh hồn này của lục bạch cũng làm lục bạch vui sướng, làm cậu có thể càng thêm khẳng định linh hồn của chính mình là thật sự tồn tại. Không phải sắm vai bất cứ người nào, mà là đơn độc thuộc về chính cậu sốc chăn lên lục bạch ngẩng đầu xem bình truyền nước thuốc ở trên đỉnh đầu thuốc bên trong đã vơi không sai biệt lắm lục bạch không có rung chuông kêu bác sĩ hay hộ sĩ mà là an tĩnh tự mình gỡ xuống kim tiêm ghim ở mu bàn tay sau đó cậu thay ra bệnh phục của bệnh viện đồng thời cầm lấy trên bàn vòng cổ bảo hộ của omega soi gương tự mình mang cẩn thận đem tin tức tố chặt chẽ mà khóa ở tuyến thể những động tác liên tiếp này đã làm lục bạch từ trong đống phân tích vừa rồi hoàn toàn khôi phục thành bộ dạng ngày thường cậu vừa mới thắng cuộc thực nghiệm của phía chính phủ hiện tại đúng là thời điểm đại chúng đối với cậu chú ý nhất cũng là thời điểm long kiêu gấp không chờ nổi chờ cậu rơi vào lưới nhất cậu ở trước khi đi bệnh viện đã cùng sở nhiên thương nghị tốt sẽ tiến vào hiệp hội omega cho nên thời gian để cho cậu chuẩn bị không nhiều lắm ít nhất cậu phải đến trước xem xong hồ sơ hiệp hội omega mà quân đội cung cấp sau đó từ giữa đám người phân biệt ra rốt cuộc ai có thể là quân cờ của long kiêu nằm suy nghĩ gần một đêm, thời điểm lục bạch cất bước bước chân còn có chút hư nhược, mà khi cậu mở ra cửa phòng bệnh, lực khống chế đối với thân thể khiến cho cậu trở nên yếu ớt hơn người thường. Ngoài cửa, sở nhiên ngoài ý muốn không có rời đi. Lục bạch hơi hơi sừng sốt, lại bị sở nhiên lần nữa ôm vào trong ngực. Học trường, ánh mắt lục bạch lộ ra một chút kinh ngạc, sở nhiên nương theo động tác ôm đem cái lọ đặt gần bên cổ cậu. Bên trong lưu truyền một loại chất lỏng đặc biệt tản mát ra hương vị của cây thuốc lá có thể làm cậu vô cùng thoải mái. Tựa như thế giới trước, lục bạch được phó chiêu từ trong hắc ám vô biên ôm ra ngoài, người được mùi thuốc lá thanh đạm, lại cảm giác được cảm giác an toàn vây quanh này, làm đau đớn trầm trọng trên người lục bạch cũng nháy mắt giảm đi rất nhiều. Lục bạch theo bản năng sốc lên miếng dán cách ly trên gáy sở nhiên, cậu nghĩ cậu biết thời điểm sở nhiên rời đi là đi làm cái gì rồi. chương 37, sở nhiên đúng thật không có nửa phần ý tứ muốn đánh dấu lục bạch, nhưng anh cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ bàng quan. Có lẽ ở thật lâu phía trước, lâu đến nỗi anh không thể thấy quá khứ của lục bạch anh không biết cũng liền thôi mà khi anh tận mắt nhìn thấy lục bạch chịu khổ thời điểm đó lại không thể tìm được lý do để vì cậu mà một mặt ngăn cản sở nhiên liền căn bản không thể chịu đựng được việc chính mình trơ mắt nhìn lục bạch từng bước một đi vào vực sâu sở nhiên biết rõ lục bạch cũng hiểu rõ ở trong lòng lục bạch anh có lẽ chính là tia sáng cuối cùng của cậu cho nên sở nhiên cho rằng chính mình có tư cách ở thời điểm lục bạch đau khổ nhất cho cậu một cái ôm ấm áp nếu Lục Bạch không muốn bởi vì chút ấm áp này mà dừng lại bước chân, vậy anh liền ở nơi cách cậu gần nhất, chiếu dọi cậu, làm chỗ dựa cho cậu, dùng tất cả công chính cùng công bằng thiên vị người luôn nỗ lực không nhận thua là cậu. Cho nên, sau khi nghe xong kiến nghị của bác sĩ, sở nhiên liền đi rút ra dịch tuyến thể của chính mình, đúng là rất đau, một chút phân lượng đau như vậy, khiến cho sở nhiên sau khi kết thúc ước chừng phải hoãn lại 5 phút mới có thể bình thường lại được vậy lục bạch lúc ấy sẽ có bao nhiêu đau đớn cậu là như thế nào từ bên trong thống khổ nặng nề mà dãy dụa thoát ra ngoài sở nhiên cảm thấy chính mình đối với lục bạch còn chưa đủ tốt anh không cần như vậy nhìn lỗ kim sau cổ sở nhiên lục bạch lần đầu tiên cảm thấy chân tay có phần luống cuống cậu cảm thấy cách làm như vậy của sở nhiên đã vượt qua cái khoảng cách trong lòng bọn họ hiểu rõ mà không nói ra mà cái loại thoải mái trong thân thể này cũng sẽ làm lục bạch có loại cảm giác khủng hoảng nói không nên lời Lục Bạch chưa bao giờ sợ đau, nhưng là cậu sợ chính mình sống đến quá mức an tâm, thế cho nên không biết khi nào liền sẽ ở trong lơi lòng mà mất đi mạng sống. Nhưng cậu lại không có cách nào cự tuyệt ý tốt của Sở Nhiên, bởi vì trong sinh mệnh của cậu, số lượng không nhiều lắm, chỉ có mỗi người này là đối với Lục Bạch cậu ôn nhu. Sở Nhiên lại không nói nhiều, chỉ là sờ sờ mái tóc của Lục Bạch đi làm chuyện em muốn làm đi, anh sẽ không can thiệp vào còn cái này, em chính là dược tề sư, hẳn là biết phải dùng như thế nào, đừng nghĩ nhiều, chuyện em phải làm còn quá nhiều, cho nên em phải bảo đảm chính mình có thể sống đến khi công thành danh toại, đúng không? Lục Bạch không có cách nào phản bác ý cười trên mặt sở nhiên càng thêm ấm áp, đi thôi, anh sẽ vẫn luôn ở đây. Lục Bạch mím môi, cuối cùng không có cự tuyệt, xoay người rời đi. Sở nhiên đi theo phía sau Lục Bạch, khoảng cách vẫn luôn duy trì trong một mét. Hai người luôn luôn rất cẩn thận, nhưng ngày hôm nay đều đi ra tiếng bước chân, đan chéo ở bên nhau, dị thường ấm áp. Hệ thống nhỏ giọng hỏi Lục Bạch tiếng bước chân của Sở Nhiên nặng như vậy, hắn chấp hành nhiệm vụ như thế nào a? À? Ngữ khí của Lục Bạch hơi hơi có chút đắc ý, anh ấy là đi cho ta nghe. Hệ thống, hả, Lục Bạch anh ấy đang nói cho ta biết anh ấy sẽ vẫn luôn ở phía sau ta. Hệ thống, Lục Bạch ta rất cao hứng rõ ràng phía trước còn vì ký chủ đáng thương quá mức kiên cường độc lập mà đau lòng khổ sở quay đầu đã bị cường ngạnh nhét một mồm cầu lương hệ thống cảm thấy chính mình cũng mẹ nó quá khó khăn cho dù không giống các đồng liêu khác có ký chủ đến các thế giới làm nhiệm vụ yêu đương thế nhưng nó không ngờ bản thân cũng có ngày sẽ ăn đến loại gọi là cầu lương này mấu chốt là cầu lương này quá mức thanh thuần không làm ra vẻ làm hệ thống tức khác cảm thấy chính mình càng khó khăn hơn mà Lục Bạch được sở nhiên dỗ đến tâm tình thực tốt, cũng xoay người đầu nhập vào trong công việc. Thời điểm Lục Bạch xuất hiện ở văn phòng, sở phồn cũng khá kinh ngạc. Cậu đã tốt rồi sao, sở phồn là người của quân đội đứng đầu phụ trách việc liên hệ với Hiệp hội Omega. Cho nên về tư liệu cụ thể của Hiệp hội Omega, cũng vẫn luôn là do sở phồn sửa sang lại, sở nhiên đã thông chi cho em trai về quyết định muốn đi Hiệp hội Omega của Lục Bạch, cho nên sở phồn cũng đem tư liệu mà Lục Bạch phải dùng chuẩn bị tốt, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lục Bạch vừa mới thanh tỉnh liền có thể rời khỏi bệnh viện. Cậu chờ tôi một chút, nơi này của Sở Phồn có rất ít omega, cho nên thời điểm hắn một mình ở văn phòng cũng khá tùy ý, cũng không có mang miếng dán cách ly. Nếu là omega khác thì cũng liền thôi, nhưng Lục Bạch có chứng hỗn loạn tin tức tố, lại là bệnh nặng chưa lành, Sở Phồn không muốn có điều ảnh hưởng đến cậu. Vì thế sau khi Sở Phồn thu thập chính mình xong, liền nhanh chóng đem cửa sổ mở ra chờ hắn chuẩn bị hết thảy cho tốt lại phát hiện lục bạch đã ngồi ở trên ghế xem xét tư liệu của hiệp hội omega lục bạch xem rất chậm hơn nữa sẽ thường thường hỏi hắn một ít vấn đề quân bộ đối với hiệp hội omega hiểu biết cụ thể đến trình độ nào ai chính cậu cũng thấy rồi đó loại địa phương như hiệp hội omega kia cậu cũng biết ngay từ đầu thật là vì bảo hộ omega mới thành lập hiệp hội nhưng là từ sau khi cao tầng có quyền nổi danh nơi này liền bắt đầu rối loạn cái khác không nói, liền nói tới viện điều dưỡng của Omega, lúc trước thời điểm thành lập, hết thảy đều là từ hiệp hội Omega dắt đầu làm người tổng phụ trách công trình kiến trúc, hoạt động hậu kỳ còn đề cập đến, một số tổ chức cùng riêng lẻ ở nơi này cũng rất nhiều. Cho nên bên phía hiệp hội Omega đối với quân bộ cũng phòng bị rất sâu. Nhưng tôi nhớ rõ người sáng lập hiệp hội Omega ban đầu chính là cao tầng đã về hưu của quân bộ. Đúng, cho nên tôi mới cảm thấy kỳ quái, bởi vì thành lập hiệp hội Omega trước sau chân thêm ở bên nhau cũng chỉ mới 20 năm. Hơn nữa lúc ấy vị cao tầng quân bộ kia của chúng ta là 10 năm trước về hưu, hoàn toàn ủy quyền cũng đã được 8 năm. Thời điểm ban đầu, rất nhiều Omega trong nhà quan quân của quân bộ chúng ta còn rất sôi nổi đi nhận lời mời của bên kia, tại trước vị cũng phát huy tác dụng không nhỏ, có thể nói, hiệp hội Omega hiện tại, chính là quân bộ lúc trước từng chút từng chút phát triển lên kết quả hiện tại không thể hiểu được liền biến thành plastic mặt ngoài không ngừng ở sau lưng nhằm vào nhau lại nói tới cái chuyện kết hôn cậu nói quan quân quân bộ không quan tâm là beta hay là alpha liền ít đi người dám nói không tôn trọng omega không nói một cách chuẩn xác thì là sợ hãi đều có không ít vì cái gì lục bạch cảm thấy rất mới mẻ omega quân chính quy chính là người quyết định quyền sinh sát sở phồn thở dài chiến trường mấy năm nay không yên ổn một dược tề sư ở trên chiến trường đó là tồn tại có thể cứu mạng người Thân thể của Omega yếu ớt như vậy, những dược tề sư đó có một người tính một người, cõng hòm thuốc đi theo sau chúng ta vượt qua mưa bom bão đạn, những người đó đều là chiến hữu có thể đem phía sau lưng giao phó cho nhau, sao có thể không tôn kính. Thêm nữa, trong giọng nói của Sở Phồn có nhiều thêm chút trêu chọc, vạn nhất thật sự đắc tội, thời điểm điều phối thuốc cố ý cho thêm một chút khổ thì phải làm sao? Ai dám đắc tội a, à, mạng nhỏ đều ở trong tay người ta. Lục Bạch nghe có chút thú vị, tính cách sở phồn rất tốt, cách nói chuyện nhìn như tùy tiện nhưng lại rất đúng mực, cũng làm người khác thấy thoải mái, cảm thấy chính mình là được tôn trọng. Sở ra xem ra là một nơi tốt, đem sở phồn giáo dưỡng không tồi. Sở phồn lại giống như là đoán được cậu đang suy nghĩ gì, hướng cậu chớp chớp mắt tôi cũng không phải do sở ra dạy ra. Lục Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, là anh tôi dạy tôi đó, vừa như cha vừa như mẹ một đường đem tôi nuôi lớn, sở phồn không phải kẻ ngốc, nhìn ra được tình nghĩa giữa Lục Bạch và sở nhiên hắn vốn dĩ cho rằng lần này lục bạch ra ngoài hai người sẽ thành đôi kết quả bác sĩ đều khuyên sở nhiên tốt nhất nên đánh dấu trọn đời sở nhiên thế nhưng dù rút dịch tuyến thể cũng không nói với lục bạch một câu sở phồn liền có chút sốt ruột muốn trợ giúp anh hắn một phen lục bạch sở ra chúng tôi tuy nói là thế gia dược tề sư kỳ thật chính là cách nói đối với bên ngoài quân bộ mà thôi anh tôi hiện tại cầm quyền chỉ cần anh ấy vui ai cũng sẽ không nói một câu dư thừa huống chi lục bạch sở ra đều là xuất thân quân đội bội phục nhất chính là người có bản lĩnh như cậu cậu thật sự không cần suy nghĩ nhiều lục bạch không đáp lời mà là tiếp tục lật tư liệu trong tay rõ ràng là không tính toán trả lời sở phồn thở dài biết thức thời mà thu lại đơn giản hai người lại vòng trở về với công việc mà rất nhanh, Sở Phồn phát hiện, Lục Bạch cũng không phải đơn thuần xem tư liệu của những người này, Lục Bạch một bên xem, một bên đem tư liệu của những người trên phân loại ra. Một loại là xuất thân thế gia, một loại là xuất thân phố phường, một loại là xuất thân quân đội. Cùng lúc đó, Lục Bạch cũng làm một cái biểu đồ biến hóa. Ở trong này, số lượng omega xuất thân quân đội càng ngày càng ít, cương vị phụ trách cũng trở nên càng ngày càng bên cạnh hóa số lượng omega xuất thân phố phường lại là trước sau bảo trì ở một trạng thái nhất định, trong 20 năm thế nhưng đều không có biến hóa. Mà Omega xuất thân thế ra thì không giống vậy, ngay từ đầu khi quân bộ cầm quyền 8 năm, Omega xuất thân hào môn ở hiệp hội Omega kỳ thật rất ít. Duy chỉ có hai người thế nhưng là bởi vì đào hôn bị đuổi ra khỏi gia môn. Nhưng dần dần, Omega xuất thân thế ra lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế nhưng bá chiếm tuyệt đại đa số ghế của cao tầng mà loại hình vụ án do Hiệp hội Omega phụ trách giải quyết cũng có biến hóa rất lớn. Thời điểm ban đầu rất vụn vặt tương đương với việc chỉ cần có người xin giúp đỡ, liền lập tức xuất động. Dần già, liền biến thành nhất định phải là vụ án có mức độ nghiêm trọng mới có thể đi giải cứu, hơn nữa sau khi cứu xong, còn muốn bốn phía tiên dương, tỏ vẻ hiệp hội Omega là bến đỗ cuối cùng của nhóm Omega mà hiện tại hiệp hội omega lại biến thành một địa phương vô cùng kỳ lạ bạn nói chuyện bọn họ mặc kệ omega xin giúp đỡ mỗi năm đúng thật là có rất nhiều omega được cứu nhưng nếu bạn nói về việc quản lý của bọn họ thì danh tiếng hiện tại của hiệp hội omega đúng là nay không bằng xưa thậm chí rất nhiều cơ sở rõ ràng tham dự điều tiết sau khi thả ra thông cáo còn sẽ bị mắng chửi rằng omega xin giúp đỡ có phải bị uy hiếp bị cưỡng bách đứng ra nói hiệp hội giải quyết không tồi hay không những biến hóa trong đó làm người nghĩ trăm lần cũng không ra ít nhất sở phồn là không hiểu lục bạch lại rất nhất châm kiến huyết bởi vì lý niệm bất đồng lúc trước vị omega cao tầng của quân bộ kia là đem hiệp hội omega trở thành một xã hội không tưởng để bảo hộ omega nhưng nhóm người thế gia này chỉ đem hiệp hội omega trở thành một cái bề mặt có ý gì một cái là vì che chở một cái là vì danh lợi nếu không vì cái gì bọn họ sẽ lựa chọn trợ giúp đối tượng càng có nhiều nhiệt độ hơn mà không phải là đối xử bình đẳng tôi lấy một cái ví dụ nhé một omega bị bạo lực gia đình chồng của hắn chỉ là đánh hắn một cái tát mà một omega khác cũng bị bạo lực gia đình chồng của người đó không chỉ đánh hắn một cái tát lại còn đem hắn làm cho xảy thay hơn nữa còn đứng đầu tin tức xã hội nói như vậy hiệp hội omega nhất định sẽ ưu tiên xử lý cái vụ đứng đầu tin tức kia trước nhưng hiệp hội omega trong quá khứ lại sẽ trực tiếp chia làm hai đội đồng thời giải quyết cả hai vụ việc bởi vì đối với nhóm những omega đã từng ở trong quân bộ mà nói hai người này đều là người bị hại đều cần sự trợ giúp nhưng hiệp hội omega hiện tại bọn họ sẽ ưu tiên lựa chọn đi cứu người thảm hại hơn bởi vì chỉ có khi cứu người đủ thê thảm hình tượng chúa cứu thế của bọn họ mới có thể càng thêm chân thật sở phồn nhíu mày cũng đủ rác rưởi lục bạch đem danh sách nhân viên đã phân loại tốt đặt ở trên bàn nhưng hiện tại hiệp hội omega chính là cái thùng rác quan trọng là lục bạch rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì long kiêu hoàn toàn không sợ cậu tiến vào hiệp hội omega bởi vì cho dù cậu có đi vào cậu cũng không có cách nào làm được cái gì ngược lại sẽ trở thành cá trong chậu chim trong lồng của hắn quân bộ nhiều năm như vậy đều không thể hoàn toàn đổi đi những thành viên thế gia của hiệp hội omega thậm chí bên ngoài còn bị xa lánh đã nói lên quân bộ ngay từ đầu liền thất bại rồi nhưng dù vậy, Lục Bạch cũng từ trong lý lịch của những người này phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ, chính là Lục Bạch phát hiện một Omega của quân đội thế nhưng ở 20 năm trước ngoài ý muốn từng bị mất trí nhớ. Đối chiếu thời gian, Lục Bạch phát hiện, trùng hợp là trước thời gian mình 3 tuổi, bản năng của Lục Bạch cảm thấy đây có lẽ là một lỗ hồng, nhưng cũng có một loại khả năng khác, đây chính là lời dẫn Long Kiêu để lại cho cậu làm cậu nhập cuộc. Chương 38 Sở Phồn ở bên cạnh chú ý tới phản ứng của Lục Bạch, vì thế cũng thò tới nhìn thoáng qua, phát hiện điều Lục Bạch để ý chính là hồ sơ của Omega bị mất trí nhớ của quân đội kia. Cậu rất để ý người này, sở phồn không hiểu nơi này có vấn đề gì, Omega rất yếu ớt, tinh thần nếu chịu kích thích quá lớn, mất trí nhớ cũng là chuyện bình thường. Ông ta là vì cái gì mà mất trí nhớ, lục bạch nhíu mày là tai nạn xe cộ cùng ra biến sao, sở phồn cũng thở dài, Omega này rất khó khăn, vốn dĩ gia đình hạnh phúc, kết quả tin tức người chồng chết trận mới vừa truyền đến, ông ấy bất quá đi lãnh di thể, đứa con chính mình mới sinh ra đã bị trộm đi mất. Sao, ra biến, việc rủi ro bất thường xảy ra trong nhà. Lại nói tiếp, đứa con bị trộm đi của ông ấy tuổi nhưng thật ra cùng cậu không sai biệt lắm, bất quá cậu cùng lục nguyên là song bào thai đúng không, đứa bé mà Omega này mất đi chính là con một lục bạch không nói chuyện hệ thống nhỏ giọng hỏi cậu lục bạch ngươi sẽ không cho rằng ông ta là cha của ngươi chứ lục bạch lắc đầu hẳn là không phải ta đúng thật hoài nghi vợ chồng lục gia rốt cuộc có phải là cha mẹ ruột của ta hay không nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện suy đoán ai là cha mẹ ta ta chỉ là đối với chuyện ông ta mất trí nhớ cảm thấy có chút hứng thú ngươi nói xem trong thế giới này người từng mất trí nhớ có phải cũng quá nhiều rồi hay không là do thân thể yếu ớt của omega chăng hệ thống thật ra cảm thấy đương nhiên nói không chừng đây là lỗ hồng mà Long Kiêu lưu lại, hắn đang hấp dẫn ngươi đi tra rõ, nếu cha thật liền xong đời, hệ thống rất là lo lắng. Nhưng Lục Bạch lại hiển nhiên cũng không có ý tư muốn cha trước cứ đề phòng, những cái khác đều không cần phải xen vào, quan trọng lúc này phải xem chuyện bên trong của Hiệp hội Omega đã, lục bạch tính toán ngày mai liền đi quan sát hơn nữa từ tư liệu hiện tại trên tay tới xem hiệp hội omega hiển nhiên là đức không xứng vị sao mà cao tầng trong đó ngư long hỗn tạp sao sao cơ sở cũng là đủ mọi hạng người trong xã hội cái gì cũng có sao đức không xứng vị đức bất phối vị tất hữu tay ương ý nói một người có địa vị xã hội và đãi ngộ phải tương xứng với đức hạnh phúc báo của bản thân nếu một người làm việc vi phạm quy luật này thì sẽ gặp báo ứng sao sao ngư lòng hỗn tạp rồng với cá lẫn lộn với nhau chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau nói trắng ra là hiện tại dân chúng hy vọng lục bạch đi vào nhìn như mục đích chung nhưng thật ra chính là trong lúc nhất thời cá nhân sùng bái với kẻ mạnh cảm thấy lục bạch không gì không làm được cơ sở như vậy của dân chúng thật ra là chuyện tốt liền đại biểu cho việc lục bạch đang hoàn toàn lộ diện trong tầm mắt của mọi người chỉ cần Lục Bạch có một đinh điểm vấn đề, đều sẽ được phóng đại vô hạn, đặc biệt là cách giải quyết vấn đề của Lục Bạch cậu muốn lưu loát dứt khoát lại càng không thể dựa vào quân bộ. Nếu không những người đó liền sẽ theo lý thường cảm thấy Lục Bạch và cao tầng ban đầu của hiệp hội Omega cũng không có gì khác nhau, đều không phải cái gì gọi là dựa vào bản thân Omega tự có thể bò dậy, mà chỉ là thay đổi chỗ dựa mà thôi. Hệ thống, vậy loại chuyện này đối với Long Kiêu có chỗ tốt gì, hắn muốn như thế nào bằng cách này đem ngươi bắt trở về? Lục Bạch, chỉ cần quân bộ từ bỏ ta, hệ thống, vậy không có khả năng, có sở nhiên ở đó, quân bộ sẽ không từ bỏ ngươi. Lục Bạch, nhưng sở nhiên không phải là quân bộ, nếu Long Kiêu có biện pháp đem quân bộ đẩy về phía đối lập với Hiệp hội Omega, chắc là có khả năng. Lục Bạch đem hồ sơ nhậm trước bao năm qua lại lật xem một lần, đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng kỳ dị. Sở phồn, tôi hỏi cậu một vấn đề, cái gì, tình trạng hôn nhân của Omega bên phía quân đội thế nào? Cũng không tệ lắm a, à, Sở Phồn nghĩ nghĩ tình huống bên phía quân đội cậu cũng biết đó, phàm là trong nhà có bảo bối như vậy, khẳng định đều là muốn nuôi dưỡng cẩn thận, cũng ít gả ra bên ngoài, trên cơ bản đều là tiêu hóa nội bộ, cậu không phát hiện sao? Bên phía quân bộ mặc kệ là gia đình thành phần như thế nào, tình cảm đều rất ổn định. Nhưng Điều Lục Bạch muốn hỏi lại không phải cái này, tôi không phải hỏi về gia đình quân bộ có con cái sinh ra là omega, tôi là muốn hỏi những omega binh cũ của quân bộ hiện giờ thế nào. Sở Phồn trong lúc nhất thời có điểm trả lời không được bọn họ hiện tại xuất ngũ chưa những người đã từng lên chiến trường mà chưa có xuất ngũ thì hiện tại nhận chức ở địa phương nào người đã xuất ngũ sinh hoạt kế tiếp như thế nào này cái này tôi đúng thật là không có rõ lắm sở phồn tức khắc bị hỏi đến nghẹn họng cậu chờ tôi một chút tôi hiện tại liền đi cha sở phồn nhanh chóng dương giọng kêu thuộc hạ đứng gác ở bên ngoài tiến vào cậu đi đi tìm hậu cần bên kia tôi muốn biết tình hình gần đây của những omega đã xuất ngũ mấy năm qua lục bạch bổ sung một câu ưu tiên xem xét hiện trạng của omega đã từng lên chiến trường sau khi thuộc hạ kia rời đi sở phồn không rõ nội tình hỏi cậu hỏi cái này là tính toán để cho bọn họ kế tiếp tiến vào hiệp hội omega sao lục bạch lắc đầu thật là có mục đích này nhưng cũng là phòng ngừa chu đáo cái kết cấu của cao tầng này cậu cũng thấy rồi đấy nói trắng ra là ngay từ lúc bắt đầu khi vị cao tầng kia thành lập hiệp hội omega kỳ thật còn mang một tầng ý tứ khác chính là tạo một nơi thuộc quyền sở hữu của những omega đã xuất ngũ tựa như sở ra trong quân đội là dược tề sư nhưng cũng phụ trách loại xí nghiệp công ty bảo an đúng không đúng vậy chủ yếu là binh lính cũ vào nghề sở phồn liên tục gật đầu kỳ thật lần này muốn đem cậu đưa vào đó quân đội nơi này cũng có ý đồ riêng cái thứ nhất là hy vọng hiệp hội omega có thể trở về sơ tâm chân chính trở thành nơi che chở omega cũng làm omega có thể hoàn toàn hưởng thụ quyền bình đẳng nhưng một cái khác là hy vọng cậu sau này có thể khống chế hiệp hội omega để những omega sau khi xuất ngũ cũng có thể có nơi thuộc về mình tốt hơn lục bạch gật đầu cho nên tôi mới nói muốn phòng ngừa chu đáo sở phồn nghe ra ngụ ý của cậu cậu yên tâm quân bộ bên này không có khả năng xuất hiện chuyện vứt bỏ huynh đệ đối với những omega xuất ngũ chúng tôi đều bảo đảm người đó có thể trở về với gia đình mới dần dần buông tay ngay từ đầu quân bộ vì bảo hộ sự an toàn của bọn họ còn sẽ định kỳ thăm hỏi gia đình lục bạch càng là như vậy lỗ hồng càng lớn chờ xem đi sở phồn không hiểu nhưng rất nhanh thời điểm tên thuộc hạ kia mang theo báo cáo đầy mặt tức giận trở lại sở phồn mới phát hiện những omega đã xuất ngũ đó quả nhiên sống cũng không được tốt bởi vì sở phồn muốn gấp cho nên hậu cần bên kia cũng không có khả năng nhanh chóng làm ra thăm hỏi gia đình mà là thông qua tên họ của những binh lính xuất ngũ đó trên giấy chứng nhận để tìm ra hồ sơ chạy chữa bệnh và ghi chép tiêu dùng của bọn họ còn có cả tình trạng hôn nhân của từng người Kết quả thế nhưng là một mảnh cay đắng, Omega từng lên chiến trường vốn dĩ cũng không nhiều lắm, bởi vậy gần 10 năm qua, nhân số Omega xuất ngũ không nhiều, toàn bộ thêm lên cũng chỉ vừa đủ 700 người. Mà 700 Omega binh cũ này, kỳ thật không chỉ ở trong quân đội, còn bao gồm cả hệ thống cảnh sát cùng hệ thống phòng cháy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nhiều người như vậy, nhưng cuối cùng số lượng người có thể có cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên lại chưa đến 10%. Chỉ xem hồ sơ chạy chữa của bệnh viện, liền có gần 500 omega đã làm giải phẫu tiêu trừ đánh dấu. Mà dư lại hơn 100 người, tất cả cũng cơ hồ đều có hoặc nhẹ hoặc nặng chứng hỗn loạn tin tức tố. Này có thể thời điểm là khi nhóm omega binh cũ thường thấy bị bệnh, dù sao trên chiến trường nguy cơ tứ phía, so với bị alpha đánh dấu, bọn họ cùng thuốc ức chế cơ hồ là làm bạn ngày đêm, nhưng mà cho dù dùng thuốc ức chế lại tốt, nếu cứ tích lũy từng ngày một cuối cùng mang đến cũng chỉ có thống khổ không thể tiêu trừ. Mọi người đều biết chứng hỗn loạn tin tức tố của Omega là phải hàng năm dùng thuốc, nhưng từ biển hiện của hồ sơ chạy chữa, chỉ có không đến 100 Omega binh cũ còn tiếp tục tái khám, số còn lại đều không biết đến bao giờ sẽ đi lấy thuốc tiếp. Vì cái gì a, à, khi chép chạy chữa đâu, cảm xúc của Sở Phồn có điểm mất khống chế. Trong lòng Lục Bạch lại biết rõ ràng, bởi vì giá cả không đủ sức quân nhân xuất ngũ không phải có trợ cấp sao tôi nhớ rõ quân đội có quy định omega xuất ngũ khi lấy thuốc có thể trả góp nếu là thuốc dùng cho chứng hỗn loạn tin tức tố cũng có giảm giá nhưng nếu bọn họ đến cơm để ăn đều phải lao lực thì sao trường quân đội a omega muốn gia nhập quân đội không phải tùy tiện liền có thể từ bên ngoài báo danh vào là được nhất định phải là xuất thân từ trường quân đội trải qua huấn luyện tính cách kiên nghị sao sao kiên nghị đầy đủ nghị lực để không lùi bước trước những khó khăn thử thách Người như vậy sao có thể đến cơm đều ăn không nổi, tốt nghiệp trường quân đội ít nhất cũng là khoa chính quy a. À. Nhưng một omega không có nghề tay trái, trên lý lịch điều duy nhất biết là giết người chỉ sợ không có chỗ nào sẽ tuyển dụng, Lục Bạch dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh đánh vỡ sự ngây thơ của Sở Phồn, hơn nữa cậu không phát hiện sao, sinh hoạt khó khăn cũng không phải là vấn đề lớn nhất của nhóm omega binh cũ đó, vấn đề lớn nhất của bọn họ là không có cách nào dung nhập được với gia đình trừ bỏ cuối cùng lưu tại quân đội cùng chiến hữu kết hôn những omega binh cũ còn lại cơ hồ tất cả đều sau khi kết hôn được mấy năm liền ly hôn vì cái gì con cái còn có lục bạch dừng một chút phun ra một từ đối với cậu cực kỳ buồn cười trinh tiết một Omega ở trên chiến trường lăn lộn lâu như vậy, mỗi ngày cùng Alpha ở chung với nhau, cùng ăn cùng ở, bao gồm cả kỳ dịch cảm cũng được các chiến hữu trong quân đội chiếu cố, thời điểm hai bên tình cảm tốt đẹp, người chồng sẽ cảm thấy bọn họ là không dễ dàng, nhưng một thời gian dài, dần dần khắc khẩu, bị bên ngoài châm ngòi, tất cả những cái đó đều sẽ thành dây dẫn. Thật sự chưa từng bị chạm qua sao, không có đánh dấu trọn đời, nhưng đánh dấu tạm thời thì sao, cũng chưa từng bị đánh dấu ư, hoặc là từng bị đánh dấu, chỉ là thời điểm cùng hắn kết hôn đã xóa sạch nhưng đánh dấu tạm thời trong quân là chuyện bình thường mà nếu đầu này đánh giặc bên kia kỳ dịch cảm của omega bạo phát vậy sẽ trực tiếp náo loạn mà vậy thì có sao ở cái nơi đến mạng còn không chắc chắn có thể giữ được đó ai mẹ nó có hứng thú quản chuyện nửa thân dưới chứ lục bạch nhìn sở phồn đột nhiên nói ra một câu tôi chưa từng cùng long kiêu lên giường cậu cậu không phải từng bị long kiêu đánh dấu sao sở phồn theo bản năng hỏi lại sau đó liền đỏ mặt tôi tôi không phải có ý đó tôi không có hắn muốn nói hắn không có ghét bỏ lục bạch tôi không thức giận lục bạch thở dài cậu xem chính cậu cũng sẽ bằng vào khả năng đi não bổ một ít chuyện này vẫn là dưới tình huống cậu đối với tôi không có hiểu lầm vậy cậu nói xem người khác thì sao ở trên chiến trường một omega bị người khác lặp đi lặp lại đánh dấu tạm thời lại không có chân chính phát sinh chuyện gì là bình thường nhưng đối với những người vẫn luôn sống ở nơi thoải mái mà nói nếu bị nhiều người đánh dấu tạm thời như vậy cùng kỹ nữ ở khu đèn đỏ có khác gì nhau đây là còn không có bị chạm qua, nếu bị chạm vào còn không phải là từ trong ra ngoài đều dơ thấu sao. Cũng giống như nếu một omega bị người khác xâm phạm, phản ứng đầu tiên của những alpha đó, không phải nói tên alpha kia là tên cặn bã rác rưởi mà là omega thì không nên đến các loại địa phương nguy hiểm như vậy, này cùng với đưa tới cửa tìm CSCS CS không có bất cứ cái gì khác nhau. Sở phồn bị lục bạch nói đến á khẩu không trả lời được hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật sự đem sự tình nghĩ đến có chút quá đơn giản rồi phía trước quân đội vẫn luôn quyết tâm đi tới mục đích là quyền bình đẳng lý do quan trọng nhất mà bọn họ duy trì là vì cấp danh phận cho những chiến hữu omega trong quân đội nhưng hiện tại hắn lại từ những câu nói chân thật sắc nhọn của lục bạch ngửi được một loại hương vị càng thêm tràn ngập máu tươi của hiện thực so với danh phận hắn trước tiên hẳn phải nên làm cho nhóm chiến hữu của mình sống sót Chương 39 Sở Phồn sinh ra trên chiến trường, từ nhỏ đã sống chung với mưa bom bão đạn, cho nên tình cảm hắn đối với quân đội, đối với chiến hữu liền giống như đối với thân nhân ruột thịt. Tận mắt nhìn thấy bọn họ sống nhấp nhô như vậy, Sở Phồn không tự chủ được đỏ vành mắt, không chỉ là phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là đau lòng. Những cái tên trong danh sách đã không đơn giản là đại biểu cho một người, mà còn là đại biểu cho công tích bọn họ đã từng bảo vệ quốc gia, nhưng những người đó dựa vào cái gì, dựa vào cái gì làm cho bọn họ sau khi vì quốc gia cúc cung tận tụy, lại dùng cái gọi là ý nghĩa, sạch sẽ, của thế tục tới dẫm đạp tự tôn cùng thể diện của bọn họ. Những người này dựa vào cái gì khiến những omega đó sau khi phải chịu tổn thương chóc da chảy máu, còn phải vì những ủy khuất đó mà suy sụp rơi lệ. Nhưng nói đến cùng, vẫn là vấn đề của chính bản thân quân bộ. Không thể 10 năm như một thăm hỏi đáp lễ, liền đại biểu cho việc quân bộ không có cách nào xác định ngay lập tức được khó khăn của bọn họ, càng không có cách nào ngay khi bọn họ lâm vào trong thống khổ liền cứu trợ vậy hiện tại nên làm cái gì sở phồn lần đầu tiên rõ ràng ý thức được vì cái gì cao tầng quân bộ đối với quyền bình đẳng của omega và hiệp hội omega lại chấp nhất như vậy vì chiến hữu của bọn họ cũng càng vì những omega còn đang ở tầng dưới chót không dám đứng dậy rõ ràng đều là con người như thế nào liền bởi vì một cái vấn đề giới tính liền phải sinh hoạt đến gian nan cực khổ điều này không công bằng nhưng lục bạch lại nói đến có chút mơ hồ không phá thì không xây được Chuyện lúc trước bị che lấp, mặt sau bị người khác điểm ra, nói quân đội muốn thẩm thấu hiệp hội Omega chỉ vì tranh đoạt quyền lực, không bằng trực tiếp nói rõ, quân đội vì cái gì muốn khống chế hiệp hội Omega. Bọn họ sẽ làm như vậy sao, sở phồn cảm thấy cách nói của Lục Bạch có điểm quá mức khoa trương. Nhưng Lục Bạch lại cho hắn tính một phép tính, doanh thu của hiệp hội Omega mỗi năm, cùng có thể mang đến lợi nhuận. Không chỉ là ngân sách của quốc gia, còn có rất nhiều nhân sĩ và giới doanh nghiệp quyên tặng cái khác không nói chỉ nói cái việc quyên tặng này cũng rất vi diệu cậu xem mấy xí nghiệp đó có phải đều cùng cao tầng có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ hay không cậu là nói bọn họ có khả năng thông qua quyên tặng và thiết kế công trình để rửa tiền đúng vậy lục bạch gật đầu không chỉ là lợi ích còn có các loại tiện nghi thậm chí muốn buôn lậu cũng rất thuận tiện bởi vì quốc gia coi trọng Omega, dẫn tới hiệp hội Omega có được quá nhiều thực quyền, mà trong suốt 8 năm thế gia nắm quyền, hiệp hội Omega cũng mang đến cho thế gia quá nhiều lợi ích, bọn họ sẽ không buông tay. Vậy cậu hiện tại vào đó, không phải sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao, Sở Phồn hiện tại mới nhìn ra nguy hiểm trong đó cho nên bây giờ tôi mới càng thêm muốn đi lục bạch cười cười yên tâm hiện tại đúng là thời điểm tốt nhất thế ra rắc rối khó gỡ nhưng tôi có dư luận cùng dân ý duy trì cho nên muốn hoàn toàn rút ra cái ưu ác tính này bây giờ chính là thời điểm tốt nhất cậu lúc trước chỉ là suy đoán suy đoán xem long kiêu sẽ dùng biện pháp gì khiến cho quân đội cùng hiệp hội omega hoàn toàn cắt đứt hiện tại xem ra những omega binh cũ này chính là dây dẫn hắn sẽ dùng đến long kiêu vẫn luôn biết những omega này sống không được tốt nhưng ẩn nhẫn không làm lớn chuyện chính là chờ kế tiếp tặng cho quân đội một đòn lớn hắn sẽ dùng kết quả của những binh cũ đó tới chứng minh quân đội không thích hợp tham dự vào nội bộ của hiệp hội omega bởi vì đến chính những omega đã xuất ngũ của quân đội cũng đều không được dàn xếp tốt cùng lúc đó lục bạch ở trong mạng lưới quan hệ chú ý tới trong đó có một omega là con gái của cao tầng hiệp hội omega muốn cùng con trai của một quan quân kết hôn omega được sinh ra trong thế gia sẽ không dễ để theo đuổi như vậy nếu nơi này có vụ giao dịch tiền tài lớn long kiêu đồng thời làm khó dễ khẳng định muốn liên lụy ra vấn đề liêm khiết bên trong đảng chính của quân bộ như vậy đem dư luận tiến thêm một bước mở rộng chờ đến thời điểm quân bộ luống cuống tay chân bên phía hiệp hội omega cũng khẳng định không tránh khỏi liên quan đến lúc đó lục bạch làm nhịp cầu trung gian giữa quân bộ và hiệp hội omega liền sẽ hoàn toàn trở thành đứa con bị vứt bỏ Mặc dù Sở Nhiên có tâm lẫn nhau, khá vậy luôn có thời điểm hữu tâm vô lực vào lúc đó, chính là thời điểm Long Kiêu có được Lục Bạch một lần nữa. Hệ thống, hắn là thật sự có bệnh mà chẳng nhẽ không có biện pháp gì làm hắn không quấn lấy ngươi nữa sao? Lục Bạch trừ phi ta làm hắn thất bại thảm hại. Hệ thống, có ý tứ gì, Lục Bạch chuyện trái pháp luật trên tay Long Kiêu có không ít ngục giam đặc thù cũng là địa phương không tồi. Hắn không phải thích chơi cờ nhất sao, trong ngục giam đặc thù có rất nhiều người bồi hắn chơi cờ, nói vậy gặp qua thật sự vui sướng. Hệ thống tức khắc hiểu rõ tính toán của Lục Bạch, chỉ có thể nói có chút tâm linh tương thông cũng không tính là chuyện tốt gì, trước mắt bên phía Long Kiêu ngoài ý muốn cũng nghĩ đến Lục Bạch. Hắn vừa mới nhận được báo cáo của thuộc hạ, nói quân đội điều tra hồ sơ chạy chữa của bệnh viện những binh cũ đã xuất ngũ sao vâng không chỉ có như thế còn có tình trạng hôn nhân kể cả ở ngân hàng nào lĩnh trợ cấp đều điều tra dừng một chút thuộc hạ đưa ra vấn đề bọn họ là tính toán có động tác gì sao long kiêu không nói chuyện chỉ là vẫy vẫy tay tỏ vẻ gã có thể rời đi ngài đừng tức giận có lẽ là đánh bậy đánh bạ đụng phải long kiêu cười cười đem quân cờ trên mặt bàn cờ thay đổi mấy cái sau đó hỏi ta vì cái gì phải tức giận bởi vì bị đoán trước bước đi sao Thuộc hạ không dám đáp, gã từ rất sớm đã đi theo Long Kiêu, tự nhiên biết Long Kiêu mai phục mấy cái tai họa ngầm trong quân bộ mất bao lâu. Vốn dĩ đã gõ định chờ Lục Bạch tiến vào hiệp hội Omega, chờ thời điểm cậu bắt đầu đau to búa lớn chỉnh đốn, liền tìm một thời cơ thích hợp làm cậu thất bại trong gang tấc. Nhưng không nghĩ tới, Lục Bạch còn chưa tiến vào hiệp hội Omega, cũng đã gần như phá hỏng sự chuẩn bị của bọn họ, trên người Long Kiêu hiếm khi phát sinh loại tình huống như vậy, cho nên thuộc hạ theo bản năng cảm thấy Long Kiêu sẽ tức giận nhưng long kêu lại khó được lúc trong giọng nói tràn đầy tán thưởng chính là như vậy mới thú vị khi dễ một con chó lưu lạc không có sức phản kháng có gì vui vẻ chứ đi ra ngoài đi chuyện sau này ta sẽ lại an bài ý bảo thuộc hạ rời đi long kêu đem máy tính mở ra rất nhanh khuôn mặt của lục bạch liền xuất hiện trên màn hình lại ngăn cản một bước nữa rồi xem ra em xác thật rất thông minh long kêu nhẹ nhàng mà nói chuyện cùng lục bạch trên màn hình còn về phần những công tác và bố cục bị phá giải đó, hắn đều không có đi quản, mà là dùng ánh mắt càng thêm thâm tình nhìn chằm chằm Lục Bạch phảng phất giống như Lục Bạch bên trong có thể đi ra ngoài, chủ động đi vào lồng chim mà hắn đã thiết lập tốt, hiện ra dáng vẻ càng thêm mỹ lệ cho hắn thưởng thức. Này đều không phải là Long Kiêu đột nhiên bị cuồng yêu, mà vốn dĩ bố cục của hắn chính là con dao hai lưỡi. Lục Bạch làm khó dễ hay không làm khó dễ, phát hiện của cậu cũng có phát hiện biến cố quân bộ tự cho là đúng cho rằng chính mình là anh hùng lòng người luôn thay đổi không phải ai cũng giống lục bạch có sự bình tĩnh gần như là hà khắc như vậy cho dù đang chật vật cực độ cậu cũng có thể phân rõ chính mình rốt cuộc nên hận ai đối tượng mà cậu muốn trả thù là người nào toàn bộ người trong quân bộ đem nhóm omega trong đó nâng niu trong lòng bàn tay muốn đem những điều tốt nhất cho bọn họ nhưng lại nghĩ không rõ vì cái gì nhiều người như vậy tới cuối cùng rõ ràng đến thuốc đều mua không nổi cũng không muốn đi lĩnh trợ cấp đem hình ảnh thay đổi mặt trên là bộ dạng của một omega trung niên hai mắt trống rỗng đi ra từ hiệp hội omega người chung quanh đều đối với y chỉ chỉ trỏ trỏ đây là omega đã xuất ngũ đó tôi nghe người khác nói hắn rất có tiền mỗi tháng nhận trợ cấp giàu có như vậy như thế nào còn ăn mặc giống như tên nhặt ve chai a thuốc a bệnh của hắn rất nặng cũng không tìm được việc làm chồng trước của hắn chính là bởi vì chịu không nổi liên lụy mới ly hôn đó phải không, nhưng chuyện tôi nghe được không giống vậy, tôi nghe người ta nói, hắn ở trong quân đội là làm cái kia. Không phải đâu, đúng mà, bằng không như thế nào nhiều năm như vậy, mỗi năm đều có người gửi đồ cho hắn, còn đều là thứ tốt mà chỗ chúng ta tìm không thấy, mở miệng không phải ca ca thì chính là đệ đệ. Trời ạ, à, đúng là không biết xấu hổ, mấy người nói ra nói vào đó đối với một omega binh cũ đã quen thuộc chiến trường mà nói, 10 người đều không đủ để y đánh bằng một tay. Hơn nữa vũ nhục quân nhân đã xuất ngũ như thế có thể trực tiếp báo án xử lý, nhưng y cái gì cũng chưa làm, thậm chí đến những trợ cấp đó cũng trở thành chói buộc nặng chịu. Lời nói của con người quá đáng sợ, cho dù là người kiên cường, 10 năm như một chịu sự bôi nhọ cùng khinh thường cũng sẽ dần dần tiêu tan ý chí. Mà đây chính là điều những người trong quân bộ không nghĩ tới. Bọn họ không thể nào nghĩ được một quân nhân đã từng không bị áp lực của tử vong làm cho suy sụp cuối cùng lại bị ốm đau cùng lời đồn đãi vớ vẩn dồn ép đến chết mà này chỉ là một người trong nhân số đông đảo omega này cuối cùng cũng dọn đến một thành trấn nhỏ không ai tìm được y đã không nghĩ tới việc sửa lại án xử sai nữa thậm chí đối với quá khứ trải qua tòng quân cùng những ngày tháng liên tiếp không ngừng chịu nhục nhã cũng trở thành điều tệ hại không thể đề cập y chỉ muốn có ngày tháng yên bình chỉ muốn vào thời điểm khi chết đi xung quanh còn có người thân có thể tiễn y đoạn đường cuối cùng dưới tình huống như vậy cho dù lục bạch muốn không phá thì không xây được những binh cũ đó cũng sẽ cự tuyệt ý tốt của lục bạch thậm chí sẽ oán hận vì cái gì quân đội đến chết cũng không để cho bọn họ được yên ổn cho nên long kiêu đã sớm bố trí tốt kết thúc hắn sẽ không thật sự để cho lục bạch tại ván cờ này lấy được chỗ tốt mặc dù lục bạch phòng ngừa chu đáo hắn cũng nhất định phải từ trên người lục bạch xé xuống một khối thịt mà lúc này suy nghĩ của đại chúng lại hoàn toàn bất đồng chuyện lục bạch vào ngày mai chính thức nhập chức hiệp hội omega và quân đội đồng loạt ở trên trang chủ tuyên bố chúc mừng hơn nữa bên quan hệ công chúng của hiệp hội omega đem chức vụ nghênh đón biến động tôi chờ đợi ngày này đã lâu lục bạch sẽ trở thành hội trưởng hiệp hội đúng không khẳng định là hội trưởng lục bạch mạnh như vậy lại còn thông minh khẳng định có thể đem cái nơi lung tung rối loạn như hiệp hội omega sửa sang lại cho thật tốt cũng rất khó ông ngẫm lại xem ở đó trên dưới có bao nhiêu người hơn nữa bên trong có không ít người thuộc thế gia nếu thật sự đều bỏ chỉ sợ về sau mỗi năm quyên tiền cũng là một vấn đề thôi đi bọn họ quyên tiền cùng với rửa tiền có khác gì nhau bởi vì hai bên đều không công bố chức vị của lục bạch cho nên trong lúc nhất thời mọi người đều đoán xem rốt cuộc cuối cùng lục bạch sẽ phụ trách công việc gì trong hiệp hội nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới ngày hôm sau thời điểm lục bạch đi nhậm chức thế nhưng là mặc quân trang mang theo súng hơn nữa còn mang theo quân hàm thiếu tá từ từ hiệp hội omega không phải là tổ chức phía chính phủ sao vì cái gì lục bạch còn mang theo quân hàm quân đội là muốn thẩm thấu vào sao không cần đâu nơi này vốn dĩ là mảnh đất trung lập vì sao còn muốn cho quân đội tham gia không ít người bản thân liền có bài xích cảm thấy một khi quân đội tham gia hứng thú của hiệp hội omega sẽ có điểm biến vị nhưng sau khi chính thức tuyên bố chức vị của lục bạch những người ồn ào nói biến vị đó cũng đột nhiên ngậm lại miệng thậm chí bắt đầu cảm thấy còn rất thích hợp lục bạch không nhận chức bất kỳ một chức vị sẵn có nào của hiệp hội omega mà là sáng lập một đơn vị mới bộ võ trang đơn giản mà nói chính là thời điểm vấn đề mà omega xin giúp đỡ rơi vào phạm trù không có cách nào thông qua phương thức văn minh hiệp thương giải quyết bộ võ trang liền tiến hành chấp pháp bằng bạo lực đối mặt với phóng viên lục bạch cười tiêu sái vô cùng tự nhiên giải thích omega luôn luôn yếu ớt gần mấy năm nay cũng có tình huống nhân viên công tác của hiệp hội omega tiến đến trợ giúp nhưng lại bị thương cũng có không ít tình huống nhân viên công tác alpha của hiệp hội làm trò bạo lực gia đình chính omega của mình cho nên mục đích thành lập bộ võ trang chỉ có một thông qua vũ lực tới chân chính bảo hộ omega đương nhiên bộ võ trang không chỉ là nơi cung cấp nhân viên bảo hộ omega còn sẽ giống nơi thuê phát vũ khí bảo hộ omega cho người có nhu cầu Mong các vị yên tâm, thành viên trong bộ võ trang của chúng tôi cũng đều là Omega, chấp pháp bằng bạo lực cũng là bạo lực có giới hạn. Những lời này vừa ra, không ít Alpha từng đánh Omega của mình đều đột nhiên cảm thấy xương cốt bắt đầu đau. Chương 40 năm chữ, bạo lực có giới hạn từ trong miệng Lục Bạch nói ra thật sự là có điểm quá vô nghĩa, phát sóng trực tiếp mới vừa kết thúc cảnh tượng phía trước Lục Bạch động một chút liền đánh tơi bởi những Alpha đó còn lưu ở trong đầu, rõ ràng ngay trước mắt mọi người. Một quyền liền đánh gục một người, đến đám tội phạm chân chính ở cách vách cũng đều bị cậu thu thập đến dễ bảo, ai mẹ nó dám cùng cậu động thủ. Không ít người não bổ một chút cảnh tượng Lục Bạch dẫn người đi ra ngoài bảo hộ Omega này cùng với lão đại gia phố tuần tra có khác gì nhau? Chỉ cần Lục Bạch hướng kia vừa đứng, cậu hận không thể liền một câu đều không cần nói, những gia đình bắt Omega gả chồng đổi lễ hỏi, những alpha vô sỉ bạo lực gia đình, còn có những công ty ác ý tiến hành sa thải Omega đều không dám hó hé một lời nhóm người này ngày thường hiệp hội omega tiến hành hòa giải đều vô cùng khó khăn dù sao một cái hai cái đều là kẻ miệng mồm lươn lẹo người của hiệp hội omega lại không thể thời khắc nhìn chằm chằm thậm chí có kẻ táo bạo liền an toàn của thành viên hiệp hội omega đi phối hợp đều khó có thể bảo đảm nhưng chỉ cần có lục bạch ở đó dưới vũ lực tuyệt đối còn có vấn đề gì là không thể ngồi xuống cẩn thận thương lượng chứ bởi vậy lục bạch ở hiệp hội omega thành lập bộ võ trang ngoài ý muốn đến cao tầng cũng đều không có phản đối quá lớn chỉ là trong đó có cá biệt cảm thấy không hài lòng thân phận lục bạch có phải quá vi diệu rồi hay không bình thường hiệp hội omega là khu vực trung gian cậu ta mang theo quân hàm tiến vào chẳng lẽ là người quân đội cắm vào để thâu tóm hiệp hội nhưng rất nhanh đã bị người bên cạnh phản bác anh không nhìn thấy hắn mang súng à hoặc là cảnh sát hoặc là có quân hàm bằng không hắn nơi nào có tư cách xứng mang súng thiếu tá quân hàm này thật không nhỏ có thực quyền mấy người cũng không phản đối là anh luẩn quẩn trong lòng thì có lục bạch tới có cái gì không tốt vốn dĩ rất nhiều chuyện đều không dễ quản về sau để cho bọn họ tiên phong đi làm không phải khá tốt sao hơn nữa có quân đội ở đó danh tiếng của hiệp hội omega cũng sẽ được đề cao không ít đây là song thắng đích xác lục bạch cùng quân đội nhập trụ rốt cuộc làm trong lòng đại chúng dần dần tin tưởng hiệp hội omega ngay sau đó, sau khi Lục Bạch nhận chức mang theo bộ võ trang giải quyết hai việc cũng làm không ít người chấn động. Lục Bạch mang theo người phối hợp với cảnh sát đi phá một công ty bán hàng đa cấp cứu ra bên trong hơn 100 người bị hại vô tội, trong đó có một nửa là omega. Kế tiếp đưa tin, mọi người mới biết được hóa ra người báo nguy thế nhưng chính là Lục Bạch nguyên nhân gây ra là trong công ty bán hàng đa cấp có một omega ngoài ý muốn bị bệnh vì không để chết người, công ty đó sai người đi đến hiệu thuốc ở bên cạnh tùy tiện cầm chút thuốc về ông chủ hiệu thuốc là một người có lòng nhiệt tình với cổ đạo ông còn tưởng rằng alpha này ngược đãi omega trong nhà vì thế đơn giản liền gọi điện cho bên bộ võ trang của lục bạch xin giúp đỡ sau khi lục bạch dẫn người tới cảm thấy không đúng vì thế một omega của bộ võ trang liền đi thăm dò một chút quả nhiên phát hiện có vấn đề trực tiếp vây bắt công ty bán hàng đa cấp này mà một cái khác là một vụ trọng án bán dâm có một kỹ nữ báo án nói mình là bị cha mẹ bắt ép bán vào hội sở làm người phục vụ lục bạch tìm hiểu nguồn gốc trực tiếp bắt cái hội sở kia trời ạ à, động tĩnh này đúng thật là không nhỏ tôi trăm triệu lần không nghĩ tới thế nhưng còn có thể nhìn thấy hiệp hội omega quản loại sự tình này đúng vậy tôi cho rằng hiệp hội omega ngày thường chỉ biết giờ giọng quan hóa ra bọn họ còn làm cả chuyện này thật Ai, nếu ở địa phương cũng có bộ võ trang thì tốt rồi, hiện tại cũng chỉ có hiệp hội Omega ở đế đô mới có. Mà lời này chính là vừa mới phát ra, Lục Bạch bên này đem bộ võ trang của hiệp hội cũng nhanh chóng triển khai ý tưởng, thanh danh dương sau khi rời khỏi đây, làm chuyện thứ nhất chính là chiêu binh. Các nơi quản lý của bộ võ trang đồng loạt phát ra thông báo tuyển dụng, loại hình nhân viên tuyển dụng tương đối tinh chuẩn, yêu cầu là Omega binh cũ đã xuất ngũ, A à, Omega binh cũ đã xuất ngũ, là người đã từng lên chiến trường sao, sức chiến đấu chẳng phải sẽ rất mạnh, là rất lợi hại. Nguyên lai like cách vách nhà tôi có một Omega binh cũ đã xuất ngũ, tôi nhớ rõ trong khu chúng tôi lúc ấy có tên trộm đột nhập, vị thúc thúc kia dùng một chân đạp cho gã ta bay xa hơn 2 mét. Đậu má, vậy nếu thật sự mời vào được, bộ võ trang không phải quá trâu bò sao, tôi đi tra xét danh sách những binh lính đã xuất ngũ mấy năm qua của quân bộ, người lớn tuổi nhất hiện tại cũng đã 50 tuổi đang lúc Tráng niên sao a, à, quá trâu bò, tôi thật sự rất mong chờ. Sao Tráng niên, nói đàn ông đang ở tuổi sung sức nhất. Trên diễn đàn Omega, tất cả đều là âm thanh ồn ào suy nghĩ mau chóng muốn nhìn thấy ngày thành lập bộ vũ trang ở địa phương. Nhưng mà ước chừng trôi qua 3 4 ngày, bộ võ trang ở địa phương, trừ bỏ nhân viên cũ do Lục Bạch điều từ đế đô xuống, thế nhưng đến một binh cũ cũng đều không chiêu được long kiêu nghe thuộc hạ truyền lại tin tức nhịn không được cười cũng bình thường lòng người đều là lớn lên từ thịt nếu thật sự trở nên lạnh lẽo cũng liền che không được nhiệt chính là tổn thất của chúng ta kỳ thật thuộc hạ có điểm đau lòng hội sở mà lục bạch kê biên tài sản kỳ thật ông chủ sau lưng là long kiêu địa phương chắp nối tốt nhất một cái là bàn ăn một cái là nữ nhân mà loại người nào trong hội sở cũng đều có là nơi thuận tiện nhất để long kiêu tra xét manh mối kết quả lục bạch dựa vào đơn cử báo của một kỹ nữ như vậy trực tiếp đóng cửa hội sở đầu tiên để thu thập tin tức nên có vẻ tổn thất thật lớn long kiêu lại cười lạnh một tiếng tổn thất là tất nhiên cậu cho rằng kỹ nữ kia như thế nào lại đột nhiên có thể từ trong hội sở chạy thoát ra ngoài lục bạch chính là con chuột có kinh nghiệm nhất trong việc vượt ngục có thể thần không biết quỷ không hay từ trong tay hắn chạy thoát ra còn có cái gì mà lục bạch không làm được bất quá cũng không quan trọng cái bộ võ trang này của lục bạch hiện tại chính là một vọng lầu trên không trung những binh cũ đó chỉ lần chậm chạp chiêu không được cho dù quân đội xin lỗi cũng rất khó khôi phục được thanh danh lần thứ hai bởi vì chỉ khi những binh cũ đó nguyện ý lại lần nữa giao thác tín nhiệm lời xin lỗi của quân đội mới có sức thuyết phục mới có thể làm cho đại chúng dưới sự cảm động viên mãn càng thêm nguyện ý tin tưởng quân đội nhưng một khi những binh cũ đó cự tuyệt như vậy quân đội cho dù có khóc lóc thảm thiết đến chết cũng tuyệt đối không có bất cứ hiệu quả gì Đến lúc đó, hắn chỉ cần quạt gió thêm củi một phen, sáng tạo anh hùng quân đội làm được, Long Kiêu hắn liền có thể làm càng tốt hơn. Huống chi, Lục Bạch là anh hùng mà bọn họ dựa trên lưu lượng sáng tạo ra, nhưng những binh cũ đó, bọn họ nguyên bản chính là anh hùng chân chính. Trước mắt phải để cho mọi người ý thức được cái gọi là các loại duy trì quyền bình đẳng omega của quân đội, bất quá là bởi vì ấy nấy, chứ không phải là thật sự tôn trọng, thậm chí thời điểm quân đội đến omega của chính mình còn không bảo hộ được, quân đội cũng sẽ hoàn toàn bị đẩy vào thế tội nhân lục bạch cho rằng tạm thời tách biệt độc lập ra khỏi hiệp hội omega là có thể tránh được khai cục chém giết vậy cậu thật là quá ngây thơ rồi mà lúc này bên phía quân bộ sở nhiên và lục bạch đang cùng nhau xem xét tư liệu sở phồn nôn nóng đi qua đi lại thời gian chiêu binh đã qua gần một tuần nhưng vẫn như cũ không có bất cứ binh cũ nào tới cửa tình huống như vậy đã khiến không ít người bắt đầu nghi hoặc thậm chí đã bị đem lên mạng để bốn phía thảo luận mà tin tức của những binh cũ đó cũng bởi vì danh sách quan quân xuất ngũ nên đã sớm lọt ra bên ngoài, nếu thật sự trước sau không người tới cửa, chỉ sợ dư luận cũng sẽ cầm cự không được. Mà bên phía Lục Bạch cũng đích xác yêu cầu nhân thủ. Bởi vì phương thức xử lý sự tình của bộ võ trang và một bộ phận khác của hiệp hội Omega hoàn toàn bất đồng, trên cơ bản cùng hệ thống cảnh sát và hệ thống tòa án liền thành một tuyến. Sự tình được đưa tin đến bộ võ trang, chỉ cần xuất động liền không có cách nói điều tiết thiện chí vấn đề dân sự trực tiếp giúp người đi tòa án lập án vấn đề hình sự cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra lấy lời khai trong vòng một ngày nhanh chóng tìm kiếm manh mối lấy được bằng chứng để xử lý vụ việc đương nhiên trong đó khẳng định cũng có những omega tương đối mềm yếu chính mình không dám đứng lên bên phía bộ võ trang giúp đỡ báo nguy thế nhưng còn đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho tên chồng bạo lực gia đình đối mặt với loại tình huống này bộ võ trang trực tiếp tỏ vẻ về sau kiểu omega như vậy xảy ra chuyện cứ trực tiếp đưa tin để hiệp hội omega đi điều tiết đơn vị chấp pháp bằng bạo lực không phải nơi lo chuyện bao đồng chính bản thân người đó muốn sống như vậy cũng nguyện ý để bị đánh vậy còn tìm đến bọn họ làm gì loại thái độ đơn giản thô bạo này rất nhanh liền gây ra tranh luận lục bạch cũng quá sốt ruột với có chút cực đoan rồi đó người ta nơi nào báo danh khẳng định là muốn tìm kiếm sự che chở quay đầu lại đi nộp tiền bảo lãnh tên chồng chính là còn có tình cảm loại thái độ của hắn ta phảng phất giống như omega bị hại kia là tội nhân vậy thôi đi là ông tự biên tự diễn thì có bộ võ trang người ta không có mặc kệ nha được không ngay từ đầu đã biểu lộ bộ võ trang lập ra là vì trợ giúp những omega không có cách nào thoát ly gia đình nguyên thân hoặc là hiện tại đã có gia đình nhưng bị chèn ép bạo lực khôi phục tự do ngay từ đầu chính là chấp pháp bằng bạo lực cái loại lấy bạo lực gia đình làm trò tình thú này người ta không rảnh quản kêu mấy người đi tìm hiệp hội omega thì có vấn đề gì à tôi cảm thấy bộ võ trang đã làm rất tốt rồi vốn dĩ omega và alpha ly hôn đều rất khó khăn phí giải phẫu tẩy rất đánh dấu phí bảo dưỡng sau đó còn có vấn đề sinh tồn sau khi rời đi vấn đề chỗ ở những chuyện này bộ võ trang đều giúp đỡ giải quyết có thể thoát đi hay không thoát đi ở lại cho bị đánh chính mình đều không tự đứng lên thì dựa vào cái gì bắt người ta giúp đúng đó chính mình một hai muốn quỳ hiện tại lại oán trách người khác không lót cho mình một cái đệm ở dưới đầu gối cái loại bạch liên hoa kính nhi sao này không phải là muốn chạy lên trời đấy chứ sao kính nhi đầy đủ là kính nhi viễn chi là thành ngữ có gốc từ thành ngữ kính nhi viễn chi chinh e doen chư tiếng trung ghiêng tiếng hàn chinh e doen chư tiếng nhật ở đây kính kính trọng nhi nhưng viễn xa chi nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám gần vẻ ngoài thì tỏ vẻ cung kính nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách trên mạng bởi vậy xé nhau đến túi bụi nhưng cuối cùng dư luận dạo qua một vòng lại lần nữa trở về sự tình bộ võ trang chiêu không được binh cũ lúc trước cho nên bộ võ trang tốt như vậy quân bộ cùng lục bạch đối với quyền bình đẳng của omega đều có cống hiến và ý nghĩa rất lớn vì cái gì những binh cũ đó tình nguyện trốn đi cũng không muốn trở lại hỗ trợ a à? quân đội đối với họ không phải có ý nghĩa rất quan trọng sao những lời này trực tiếp khiến cho người bên phía chính phủ và lục bạch á khẩu không trả lời được thực hiển nhiên nếu vấn đề không được giải quyết rất nhanh dư luận liền sẽ nghiêng về một bên công kích lục bạch và quân đội mà lục bạch lúc này lại cùng với sở nhiên đi tới một căn nhà nhỏ ở ngoại thành đế đô thăm hỏi một vị quan quân omega đã xuất ngũ nhưng mà còn chưa có vào cửa đã bị người chồng của omega này một phen đẩy ra ngoài cút 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 vợ tôi vừa qua khỏi mấy năm không ngừng bệnh tật cậu nhanh chóng đi ra ngoài cho tôi lục bạch đứng ở bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy trong phòng có người đứt quãng ho khan mà trong phòng phiêu tán hương vị của thuốc cũng làm lục bạch nhanh chóng phán đoán ra quan quân omega đã xuất ngũ này năm đó chức vụ ở trong quân đội hẳn là dược tề sư y giả lại không tự y chứng bệnh đơn giản như vậy cũng có thể chữa khỏi vì cái gì omega bên trong ho khan thành như vậy lại đến miếng nước đều không uống lục bạch cùng sở nhiên liếc nhau tạm thời nghe theo ý kiến của alpha kia rời khỏi tiểu viện nhưng bọn họ lại không có đi luôn mà đứng ở cửa chờ ước chừng đứng đợi hai tiếng đồng hồ thanh âm ho khan bên trong rốt cuộc dần dần an tĩnh mà tên an pha kia cũng từ bên trong đi ra các người như thế nào còn không đi hắn nhăn lại mi rõ ràng đối với quân đội có địch ý rất mạnh các người cũng thấy rồi đấy tình huống thân thể của vợ tôi vô cùng không tốt nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng không có khả năng đi cái bộ võ trang gì đó lục bạch lại nhẹ giọng hỏi hắn là vợ của anh không muốn đi hay vẫn là anh không cho hắn đi một câu này nháy mắt đem tức giận của alpha thổi lên nhưng hắn còn tính có phong độ tức giận cũng không có hướng về phía lục bạch động thủ mà mũi kiếm nhắm ngay đến người cũng là alpha sở nhiên cậu là cao tầng của quân đội phải không các người hỏi chuyện là ai không muốn đi vậy tôi cũng có một việc muốn hỏi lại các người những omega binh cũ đã xuất ngũ chẳng lẽ không phải tham gia quân ngũ giống các người sao tiền an ủi binh lính alpha đều trực tiếp chuyển vào ngân hàng vì cái gì trợ cấp của omega binh cũ liền phải tự bản thân mỗi tháng đúng hạn đến hiệp hội omega lĩnh Chậm một giây, một đồng cũng đều không cho, cậu hỏi tôi vì sao thân thể của vợ tôi không tốt đúng không, tôi đây liền nói cho cậu biết, bởi vì năm đó, hắn đang mang thai 9 tháng, nhưng vì lãnh cái tiền trợ cấp chó má kia, đã chịu vũ nhục ở hiệp hội Omega, còn bị đẩy một phen, đứa bé khó sinh không kịp chờ mổ ra liền trực tiếp ngạt thở chết đúng thật vợ tôi là cô nhi được quân đội các người nuôi lớn nhưng cha hắn lúc trước cũng là vì đánh giặc mới không còn mạng mà vợ tôi năm đó ở trên chiến trường cũng là vì ném nửa cái mạng mới phải xuất ngũ còn cả con của chúng tôi nữa hai xác nửa mạng người quá đủ rồi các người nếu còn tình người liền mẹ nó đừng lại đến quấy giày chúng tôi hết chương lai like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe